Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Chương 661, thang máy nhất định sẽ hư. Chị Vân Thanh, tôi đang bảo vệ chị mà, nếu lỡ may thang máy bị hỏng thì sao? Hạ Thiên cũng không buông tay, hắn nghiêm trang nói. Nào có sự kiện trùng hợp như vậy? Vân Thanh rõ ràng không tin mình sẽ xui xẻo như vậy, thang máy hôm qua vừa hỏng, hôm nay lại hỏng sao? Chẳng lẽ thang máy này hư đến nơi rồi? Chị Vân Thanh, tôi đã nói với chị rồi, trên đời này không gì là không thể, vì vậy thang máy cũng có khả năng sẽ hư. Hạ Thiên vẫn rất chân thành nói. Dù thang máy hư hại thì bây giờ chúng ta vẫn chưa vào thang máy. Vân Thanh tức giận nói. Sẽ vào thang máy ngay bây giờ. Hạ Thiên cũng không buông tay Vân Thanh. Vân Thanh vùng vẫy hai cái vẫn không ra, nàng định nổi giận nhưng cuối cùng cũng muốn nhịn xuống. Dù sao người ta cũng vừa giúp nàng giải quyết một vấn đề, nàng cảm thấy vừa bước ra khỏi cửa đã trở mặt cũng quá vô sỉ. Lúc này bọn họ thật sự đã đi đến cửa thang máy, cũng gần đến lầu 10. Nếu thang máy hôm nay còn hỏng, tôi nhất định phải kiện công ty sản xuất thang máy. Vân Thanh thở phì phò nói, nàng tức giận không có chỗ phát tiết, tất nhiên sẽ phát tiết lên chiếc thang máy vô tội. Chị Vân Thanh, có đánh cuộc không? Hạ Thiên cười hì hì nói. Đánh cuộc cái gì? Vân Thanh tức giận hỏi. Tôi cá với chị là thang máy sẽ hỏng. Hạ Thiên cười hì hì. Nếu thang máy hỏng thật, chị nên đồng ý làm vợ tôi, thế nào? Nếu thang máy không hư, có phải cậu sẽ chẳng dây dưa đến tôi nữa? Vân Thanh căm giận nói, nàng không tin thang máy sẽ tiếp tục hỏng, nàng dù xui xẻo cũng không nên đến mức độ như vậy chứ. Hơn nữa những năm gần đây nàng cũng không tin mình quá xui xẻo. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Không có vấn đề, nếu thang máy không hư, như vậy nói rõ tôi và chị Vân Thanh không có duyên phận. Hạ Thiên lập tức đồng ý. Nhưng tôi cảm thấy chúng ta rất có duyên phận, chị xem chúng ta đến thủ đô còn gặp mặt nhau, điều này không phải đã nói rõ chúng ta có duyên sao? Tôi cảm thấy dù thế nào thì chị Vân Thanh cũng là vợ tôi. Được rồi, cậu đừng nói nhiều nữa được không, nếu thang máy không hư, như vậy sau này cậu cũng đừng đến quấy rối tôi. Vân Thanh nói xong những lời này thì thang máy đến. Tôi trước nay nói lời sẽ giữ lời, chị Vân Thanh cũng cần phải giữ lời mới được. Hạ Thiên có vẻ rất vui sướng. Nếu thang máy thật sự bị hỏng, chị cần phải làm vợ tôi. Hạ Thiên vừa nói vừa kéo Vân Thanh vào trong thang máy, lúc này là giữa trưa nên, người trong cao ốc đã đi dùng cơm và nghỉ trưa, vì vậy trong thang máy căn bản không có ai, chỉ có hai người bọn họ. Thang máy đừng bị hỏng. Vân Thanh thầm cầu nguyện một câu, trước khi tiến vào thang máy thì nàng đã nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ có chuyện trùng hợp như vậy xảy ra. Bình thường một chiếc thang máy muốn hỏng một lần cũng khó thể xảy ra. Chiếc thang máy này hôm qua đã hỏng, nếu hôm nay tiếp tục hỏng, như vậy rõ ràng còn hay hơn cả giải thưởng xổ số. Vân Thanh 10 phần tin tưởng nhưng khi tiến vào thang máy, nàng thấy thang máy chậm rãi đóng cửa và vận chuyển thì cũng có chút bất an, thậm chí có chút hối hận vì đã đánh cuộc với Hạ Thiên. Lúc này nàng chợt sinh ra một dự cảm không tốt, thang máy này sợ rằng sẽ hư mất. 9, 8, 7. Vân Thanh nhìn những con số nhảy nhót mà trái tim cũng đập lên điên cuồng. Chỉ vài giây đồng hồ mà giống như cả thế kỷ với nàng. Chị Vân Thanh, đừng căng thẳng, thang máy nhất định sẽ hỏng. Lúc này Hạ Thiên lên tiếng an ủi Vân Thanh. Tuy những lời này của Hạ Thiên có vẻ là an ủi nhưng Vân Thanh chợt sinh ra xúc động muốn bóp chết hắn, có người an ủi như vậy sao? Hắn chưa nói thì không sao, nói ra càng làm nàng căng thẳng. Sắp đến lầu 3 rồi. Khi thấy sắp nhảy đến số 3 thì Vân Thanh thở phào một hơi, có lẽ thang máy không việc gì. Nhưng đúng lúc này Vân Thanh lại nghe thấy những âm thanh ầm ầm, sau đó đèn thang máy lóe lên, cơ thể nàng không tự chủ được phải lay động. Khi nàng định thần trở lại thì phát hiện thang máy giống như đã dừng lại ở tầng trệt, thang máy cuối cùng cũng dừng lại. Không thể nào, thật sự hỏng sao? Vân Thanh ở bên trong thang máy cố gắng yêu cầu thang máy vận chuyển, ít nhất cũng có thể mở cửa ra. Sau đó nàng phát hiện thang máy không có phản ứng, vì vậy mà nàng chẳng biết nên khóc hay cười. Ông trời chết tiệt đúng là hại người, thang máy thật sự hư mất rồi sao? Chị Vân Thanh, bây giờ chị là vợ tôi. Giọng điệu hưng phấn của Hạ Thiên truyền vào tai Vân Thanh. Vân Thanh quay đầu nhìn Hạ Thiên, khi thấy bộ mặt vui sướng của đối phương thì nàng chợt cảm thấy muốn khóc, sao lại là như vậy? Chẳng lẽ nàng thật sự phải làm vợ hắn sao? Nếu không thì sao thang máy lại hỏng? Cậu mở cửa thang máy ra rồi nói sau.
Vân Thanh hít vào một hơi thật sâu, nàng cố gắng làm cho mình bình tâm trở lại, nhưng lúc này đầu óc của nàng vẫn rất rối. Vì sao lúc nãy nàng đánh cuộc với hắn, hơn nữa lại thua cuộc mới chết? Hạ Thiên cười hì hì nói. Chị Vân Thanh, chị không cần lo, sẽ có người đến cứu chúng ta. Cậu không phải có thể mở cửa được sao? Vân Thanh tức giận nói. À, sáng nay tôi chưa ăn gì, bây giờ chẳng còn chút sức lực nào. Hạ Thiên nghiêm trang trả lời. Cậu, Vân Thanh chợt hiểu ra. Cậu có phải cố ý không? Có phải cái thang máy này bị cậu làm hỏng? Chị Vân Thanh, nghi oan chồng cũng không phải tốt. Hạ Thiên vẫn rất chuyên chú. Tôi chỉ là biết tướng số, đã tính ra thang máy sẽ bị hỏng mà thôi. Cậu không phải là chồng tôi. Vân Thanh tức giận nói. Hạ Thiên vẫn có chút không vui. Chị Vân Thanh, chị nói chuyện cần phải đúng sự thật. Tôi. Khoảnh khắc này Vân Thanh chẳng biết nên phản bác thế nào. Tóm lại tôi muốn ra ngoài, trước tiên cậu mở cửa thang máy ra rồi nói sau, tôi không chịu được địa phương này. Chị Vân Thanh, chị không cần sợ, tôi sẽ bảo vệ chị xem chúng ta bây giờ đang ở trong thế giới của riêng mình, đúng là rất tốt. Hạ Thiên lại bắt đầu an ủi Vân Thanh. Tôi không cần ở trong thế giới của hai người. Vân Thanh đột nhiên giống lên, nàng có vẻ không bình thường. Mau mở cửa thang máy, mau lên. Chị Vân Thanh, chị làm sao vậy? Hạ Thiên lúc này phát hiện ra sự bất thường của Vân Thanh, khí tức của nàng rối loạn, nhịp tim cũng rất nhanh, hình như có vẻ rất sợ hãi. Tôi không biết, không biết, cậu mau mở cửa, tôi xin cậu, mở cửa ra. Vân Thanh chợt nói năng lắp bắp, sau đó nàng đột nhiên giống lên phóng vào trong lòng Hạ Thiên. Tôi sợ, tôi muốn ra ngoài cậu muốn sao cũng được, mau mở cửa ra. Chị Vân Thanh, chị đừng sợ, tôi sẽ mở cửa thang máy. Hạ Thiên vội vàng nói, hắn vốn nghĩ rằng sẽ hâm nóng tình cảm với Vân Thanh trong thang máy, nhưng bây giờ hắn thấy nàng quá sợ hãi, vì vậy mà có chút đau lòng. Hắn dùng một tay ôm lấy Vân Thanh, một tay dùng sức mở cửa, lúc này cửa thang máy đã mở ra. Chương 662, chứng bệnh sợ bị giam cầm. Hạ Thiên ôm Vân Thanh lách mình ra khỏi thang máy, hắn vội vàng nói. Chị Vân Thanh, đã ra ngoài rồi, chị không cần phải sợ. Vân Thanh khẽ gật đầu nhưng vẻ mặt vẫn rất yếu, trong ánh mắt vẫn còn nổi sợ hãi chưa tán. Nhưng Hạ Thiên có thể cảm giác được khí tức của nàng đã không rối loạn, nhịp tim cũng không còn nhanh như vừa rồi. Chị Vân Thanh, chị bị bệnh sợ giam cầm sao? Hạ Thiên lúc này nhìn không được phải hỏi thăm. Nhưng trước đó chị đi thang máy và chẳng có vấn đề gì. Trước tiên đưa tôi về trước. Vân Thanh không trả lời vấn đề của Hạ Thiên, nàng nói rất nhỏ, giọng điệu cũng rất mềm yếu. Được rồi. Hạ Thiên ôm Vân Thanh xuống lầu, sau đó hắn dùng tốc độ nhanh nhất về khách sạn, hắn cũng không đưa Vân Thanh về phòng của nàng, hắn đưa nàng về phòng mình. Lần này dù liên tục bị Hạ Thiên ôm đi trên đường nhưng Vân Thanh vẫn không phản kháng, nàng rất dịu hiền, thậm chí còn vô thức ôm lấy Hạ Thiên. Hạ Thiên khẽ đặt Vân Thanh lên giường, sau đó hắn buông nàng ra. Cuối cùng còn cầm lấy cổ tay xem tình hình căn bệnh. Chị Vân Thanh, chị không việc gì rồi chứ? Hạ Thiên mở miệng hỏi, tuy hắn đã phát hiện khí tức của Vân Thanh rất vững vàng, nhịp tim cũng bình thường trở lại, nhưng hắn vẫn rất lo lắng. Tôi không sao. Vân Thanh lắc đầu, nàng dựa lên đầu giường, ánh mắt có chút lơ lửng, giống như đang nhớ về một vấn đề nào đó. Chị Vân Thanh, tôi giúp chị chữa căn bệnh sợ bị giam cầm nhé. Hạ Thiên lại hỏi. Không cần. Tôi không có bệnh. Vân Thanh lập tức từ chối. Hạ Thiên có chút mơ hồ. Nhưng, chị Vân Thanh, vừa rồi biểu hiện của chị là những triệu chứng của bệnh sợ bị giam cầm. Hơn nữa vừa rồi tôi đã cẩn thận kiểm tra đầu óc và thần kinh của chị. Quả thật có chút vấn đề, cũng chính vì nó mà làm cho chị khó thể khống chế được. Tôi đã nói mình không có bệnh. Vân Thanh có chút tức giận, nàng đột nhiên phóng xuống giường đi ra ngoài. Tôi về phòng của mình. Chị Vân Thanh, đây là phòng của chị mà. Hạ Thiên lách mình đến sau lưng Vân Thanh, hắn ôm eo nàng, không cho nàng rời đi. Vân Thanh không vùng vẫy, nàng chỉ mất vui nói. Đây là phòng của cậu, không phải là phòng của tôi. Chị Vân Thanh, chị là vợ tôi, phòng của tôi cũng là phòng của chị. Hạ Thiên trả lời. Tôi không phải. Vân Thanh muốn phản bác, nhưng nàng vừa nói được một nửa thì đã thu lời nói trở về, giọng điệu của nàng chợt trở nên dịu dàng. Tôi muốn yên tĩnh một mình. Nhưng trong phòng chỉ có người, sao có thể yên tĩnh? Hạ Thiên có chút buồn bực.
tôi ở đây cũng đâu có yên tĩnh. Vân Thanh tức giận nói. Chị Vân Thanh, chỉ có thể xem như không có sự tồn tại của tôi. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Cậu! Vân Thanh nhất thời không biết nói gì hơn, sau đó nàng thở dài bất đắc dĩ. Được rồi, tôi không đi, cậu thả tôi ra, tôi muốn ngủ một giấc. Tôi sẽ cùng ngủ với chị. Hạ Thiên cười hì hì, sau đó hắn ôm Vân Thanh chạy đến bên giường, hắn để cho Vân Thanh nằm trong lòng mình, hai tay di động trên phần eo của Vân Thanh, cũng chẳng phải di chuyển lên ngực mà là đi lên đầu nàng. Chị Vân Thanh, tôi giúp chị mát xa đầu, chị sẽ ngủ ngon hơn. Hạ Thiên vừa nói vừa mát xa đầu cho Vân Thanh, tất nhiên hắn cũng chẳng phải chỉ muốn Vân Thanh ngủ ngon hơn, hắn còn muốn chữa chứng bệnh sợ giam cầm cho nàng. Vân Thanh nhắm mắt lại, trong đầu nàng luôn có những hình ảnh khó thể vứt đi được, nhưng ngay sau đó nàng đã cảm thấy cơn buồn ngủ kéo đến, đầu óc mơ hồ, vô tình nàng ngủ rất say. Hạ Thiên cúi đầu nhìn gương mặt xinh đẹp của Vân Thanh, hắn lẩm bẩm. Có lẽ mình nên mở sòng bạc chuyên cược với vợ. Căn cứ địa tổ. Mộc Hàm đang ngồi trong phòng làm việc, trước mặt nàng là một văn kiện, nàng có hơi thất thần, nếu ai gặp biểu cảm này của nàng, sợ rằng có hơn phân nửa sẽ nghĩ nàng đang nhớ về người đàn ông của mình. Mộc Hàm nếu thật sự đang nghĩ về đàn ông, thì người đó chẳng phải ai khác mà chính là Hạ Thiên. Chỉ khi có Hạ Thiên ở bên cạnh thì nàng luôn cảm thấy an tâm, bây giờ không có Hạ Thiên, tận đáy lòng nàng chợt sinh ra cảm giác không nỡ. Tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập đánh thức Mộc Hàm. Nàng nhìn chiếc điện thoại cách đó không xa mà nhíu mày, chỉ cần nghe tiếng chuông là biết điện thoại cho tổ trưởng địa tổ, tất nhiên không phải là chuyện tư. Điện thoại này có chút đặc biệt, vì có rất ít người biết được số điện thoại của tổ trưởng địa tổ, cũng có thể nói đây là số điện thoại liên lạc khẩn cấp, nếu số điện thoại này vang lên, thường sẽ có đặc công địa tổ gặp nguy hiểm và yêu cầu trợ giúp. Mộc Hàm lập tức nhận điện thoại. Tôi là Mộc Hàm. Tôi muốn tìm tổ trưởng. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói khàn khàn. Đồng thời còn có chút lo lắng. Tôi là tổ trưởng địa tổ vào lúc này. Mộc Hàm giải thích một câu, sau đó nàng hỏi. Anh là ai? Cô là tổ trưởng sao? Tôn Bác Văn đâu? Người bên kia có chút nghi ngờ. Anh ta không còn là tổ trưởng địa tổ, anh rốt cuộc là ai? Giọng nói của Mộc Hàm rất nghiêm túc, địa tổ là một đội ngũ đặc công, trên cơ bản ai cũng biết nàng là tổ trưởng địa tổ, chỉ có một vài người vì nguyên nhân nào đó mà mất liên lạc. Có lẽ không biết chuyện này, chẳng lẽ đối phương là một trong số những người kia? Tôi là chuột số 3. Người ở bên kia có chút trầm mặc. Cô thật sự là tổ trưởng địa tổ vào lúc này sao? Tôi muốn gặp cô. Chuột số 3 sao? Giọng điệu của Mộc Hàm có chút biến đổi. Anh ở đâu? Chuột số 3 chỉ là một danh hiệu, gọi là chuột chính là đặc công nằm vùng của địa tổ. Thực tế đặc công nằm vùng của địa tổ là rất ít, vì những đặc công nằm vùng phần lớn đều thuộc hoàng tổ. Sau khi Mộc Hàm tiếp quản địa tổ thì đã xem qua tư liệu về đặc công nằm vùng, về chuột số 3 thì nàng cũng biết rõ, đây là một đặc công nằm vùng ở một tổ chức khủng bố gần 10 năm, những năm qua đã đưa ra hơn 10 bản tin tình báo quan trọng. Tôi ở thủ đô, chuột số 3 nhanh chóng nói. Địa tổ lộ thông tin, thân phận của tôi có khả năng bị lộ, bây giờ có người truy sát tôi phải lập tức tìm gặp cô. Nếu như vậy thì anh có thể tranh thủ thời gian quay về căn cứ. Mộc Hàm suy nghĩ rồi nói. Không, tôi không thể trở về. Giọng điệu của chuột số 3 có chút mệt mỏi. Căn cứ vào tin tức, sợ rằng tôi quay về cũng bị người ta ám sát, trước tiên tôi phải giao thông tin tình báo cho cô. Bây giờ bọn họ đang chuẩn bị tiến hành một đợt tập kích khủng bố rất lớn, tôi có kế hoạch cụ thể, cô mau đến đây, tôi sẽ báo cho cô, đến khi cô có được thông tin thì tôi sẽ quay về. Anh xác nhận trong địa tổ có người nằm vùng sao? Mộc Hàm không khỏi coi trọng vấn đề này. Chương 663, xính lễ. Tôi không biết, tôi chỉ nghi ngờ như vậy mà thôi, hình như có người cố ý tiết lộ tin tức về tôi, tổ chức bên này cũng nghi ngờ tôi, vì vậy tôi cảm thấy rất không đúng. Có lẽ là Tôn Bác Văn đã khai ra tôi, vì trước kia tôi chỉ liên lạc với anh ta. Chuột số 3 nhanh chóng nói. Tóm lại trước khi tôi chưa xác nhận an toàn thì sẽ không quay lại địa tổ, còn phần kế hoạch tình báo. Cô có muốn xem hay không cũng chẳng sao. Được, anh nói rõ địa điểm, tôi đến tìm anh. Mộc Hàm hơi suy nghĩ, sau đó nàng lập tức đồng ý. Đặc công nằm vùng thường có khác biệt với các đặc công khác, bọn họ trường kỳ rơi vào nguy hiểm, vì vậy áp lực rất lớn, thực tế tâm lý rất dễ sinh ra vấn đề. Nếu bọn họ càng công tác dài thì tình huống này sẽ càng nghiêm trọng, một vài đặc công thậm chí còn dứt khoát phản bội tổ chức,
những người có thể kiên trì thường cũng không mấy tín nhiệm người khác. Vì bọn họ thường phải sống trong lo lắng, nên mỗi khi có gió thổi cỏ lay, bọn họ sợ thân phận bại lộ. Cũng vì thế mà chuột số 3 vì cảm thấy căn cứ không an toàn nên không về, điều này Mộc Hàm cảm thấy rất bình thường. Chuột số 3 nhanh chóng nói ra một địa chỉ, sau đó hắn bổ sung một câu. Nhớ kỹ, 7 giờ tối, tôi chỉ cho cô 10 phút, sau thời gian 10 phút chờ đợi thì tôi sẽ đi, dù cô có thật sự là tổ trưởng địa tổ hay không, cô phải mang theo giấy chứng nhận, cũng chỉ đến một người, nếu có từ hai người trở lên thì đừng trách tôi không khách khí. Chuột số 3 không đợi Mộc Hàm đáp lời mà trực tiếp cúp điện thoại. Mộc Hàm khẽ chau mày, đối phương thật sự làm nàng cảm thấy cực kỳ cẩn thận, nếu nàng cứ đến như vậy cũng sẽ rất nguy hiểm. Nhưng Mộc Hàm biết rõ dù có nguy hiểm thì cũng phải đi, thân là đặc công, nàng sao có thể quan tâm đến vấn đề nguy hiểm. Quan trọng là tin tình báo của đối phương, nếu nàng không đi và có tập kích khủng bố, nàng lại biết sớm mà chẳng thể ngăn cản, như vậy nàng phải chịu trách nhiệm, nàng cũng khó bỏ qua cho mình. Nhưng Mộc Hàm cũng không thể không có chuẩn bị, tuy nói nàng tài cao gan lớn, bây giờ thân thủ lại tăng mạnh, một người đi theo hay mười mấy người cũng không khác gì nhau, nhưng dù sao nàng cũng phải cẩn thận. Mộc Hàm cầm điện thoại định điện thoại nhưng lại để xuống, căn cứ vào lời nói của chuột số 3, dù thế nào nàng cũng phải đề phòng. Suy xét mãi, cuối cùng nàng lấy điện thoại ra bấm một dãy số. Khách sạn Vạn Hào. Cuối cùng Vân Thanh cũng đã tỉnh, nàng mở to mắt. Sau vài phút nàng mới nhớ mình đang nằm trong lòng Hạ Thiên, đồng thời nàng cũng nhanh chóng hồi tưởng lại những sự việc phát sinh trước khi ngủ, điều duy nhất nàng không hiểu là vì sao nàng ngủ ngay như vậy. Vân Thanh nghĩ đến vấn đề Hạ Thiên vẫn còn nhìn mình chằm chằm mà không khỏi căng thẳng, người này không thừa dịp nàng ngủ say rồi, chấm mút, gì đấy chứ. Vân Thanh cúi đầu nhìn quần áo của mình, nàng có chút hiên long, đơn giản vì quần áo của nàng rất đầy đủ, rõ ràng chưa bị ai giở vào. Vì vậy có thể thấy Hạ Thiên cùng ngủ với nàng rất thành thật, vì vậy mà ấn tượng của nàng về hắn cũng có chút biến đổi. Người này dù không tốt nhưng cũng chẳng phải quỷ đói đầu thai, nếu không nàng ngủ lâu như vậy sợ rằng đã bị hắn ăn sạch rồi. Có lẽ cũng vì hiệu quả massage của Hạ Thiên mà bây giờ Vân Thanh đã không còn đau đầu, nàng ngồi thẳng người lên rồi bước xuống giường đi ra bên ngoài. Chị Vân Thanh, chị đi đâu vậy? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Tôi đi giao chi phiếu cho bọn họ, bây giờ đã hơn 4 giờ. Bọn họ vẫn còn kịp ra ngân hàng. Vân Thanh giải thích, sau đó nàng mở cửa ra ngoài. Hạ Thiên cũng không giữ Vân Thanh lại, hắn chỉ theo nàng đi ra ngoài. Vân Thanh quay về phòng mình, lúc này Đỗ Đại Cương và Trịnh Tiểu Đào vẫn còn ngồi chờ bên trong, khi bọn họ thấy Vân Thanh thì lập tức cực kỳ kích động, cũng cực kỳ cảm ơn Vân Thanh và Hạ Thiên. Trịnh Tiểu Thư, trước tiên cô đến ngân hàng, để xem chi phiếu có thể chuyển tiền được không? Vân Thanh nhắc nhở Trịnh Tiểu Đào một câu. Bây giờ nàng còn chưa xác định chi phiếu này là thật, tuy nhìn qua thì có thể thấy chi phiếu này là thật, nhưng vấn đề là trong tài khoản của đối phương phải có tiền mới được. Đỗ Đại Cương và Trịnh Tiểu Đào tranh thủ chạy ra ngân hàng, 15 phút sau bọn họ điện thoại đến, nói rằng đã thực hiện được giao dịch, bọn họ chưa về khách sạn ngay vì phải chạy ra nhà ga mua vé xe lửa. Vân Thanh hiểu hai người kia không dám ở lâu trong thủ đô, bọn họ đã lấy được tiền, tất nhiên sẽ muốn quay về thật nhanh. Nàng cũng không có ý kiến gì với ý nghĩ như vậy. Bây giờ sự việc đã xong, nàng coi như đã giải quyết được một điều phiền toái, ít nhất những ngày sau nàng có thể toàn tâm toàn ý đưa Vân Tiểu Đông đi chơi đùa. Nhưng khi nàng quay đầu nhìn thấy Hạ Thiên, thấy được ánh mắt nóng bỏng của hắn, nàng ý thức được mình vừa vướng phải một phiền toái mới, sợ rằng nàng cũng chưa chắc có thể toàn tâm toàn ý cùng Vân Tiểu Đông đi chơi đùa. Chú xấu xa, chú thật sự lợi hại, sao chú có thể lấy được tiền về? Vân Tiểu Đông dùng ánh mắt sùng bái nhìn Hạ Thiên. Chú luôn lợi hại. Hạ Thiên cười hì hì nói. Sau này cháu sẽ có một người cha lợi hại. Chú xấu xa, chú không phải là cha cháu. Vân Tiểu Đông quệt mồm. Mẹ nói phụ nữ tùy tiện thường không phải là người tốt. Mẹ cháu đã đồng ý làm vợ chú, tất nhiên chú sẽ là cha cháu. Hạ Thiên hùng hồn nói. Sao? Vân Tiểu Đông kéo áo Vân Thanh. Mẹ! Chú xấu xa nói thật không? Vân Thanh không biết nên trả lời thế nào, nói thật thì nàng đánh cược thua, nàng không cam lòng. Đúng lúc nàng cảm thấy khó khăn thì có tiếng gõ cửa, nàng đến kéo cửa phòng, đúng lúc nhìn thấy Chu Hoa đứng bên ngoài. Luật sư Vân, xin hỏi có Hạ Thần Y ở đây không? Chu Hoa lúc này cực kỳ cung kính, trên tay còn có một vali khá lớn, sau lưng còn có hai tên đàn ông, có lẽ là vệ sĩ. Tiền tới rồi sao? Hạ Thiên lách mình đến cửa.
chú làm việc khá nhanh đấy. Hạ thần y phân phó, tôi sao dám chậm trễ. Chu Hoa ra vẻ khép nép. Tiền anh muốn đều ở đây, anh có cần xem qua không? Chu Hoa không thể không cung kính, vừa rồi vừa kiếm tiền hắn vừa điện thoại cho vài người. Chưa điện thoại thì không sao, điện thoại mới phát hiện ra mình chọc vào một kẻ khủng bố, vì vậy hắn lập tức dùng tốc độ nhanh nhất để gom đủ tiền rồi đưa đến, tuyệt đối không dám chậm trễ. Hạ Thiên tiện tay mở vali, bên trong đều là tiền mặt. Nhưng hắn cũng không muốn đếm, có 30 tỷ của tiền ra, 10 triệu này chẳng có lực hấp dẫn với hắn. Ôi trời, nhiều tiền quá. Vân Tiểu Đông la hét chạy đến, nàng nhào vào trong vali. Chú xấu xa, đây là xính lễ của chú cho mẹ sao? Chương 664, xài tiền của người khác thì không đau lòng. Hừ, đừng nói đùa, đây là 10 triệu, dù đem cô ấy bán đi cũng không đáng giá như vậy, đừng nói chỉ làm xính lễ. Hạ Thiên khẽ gật đầu, hắn nghiêm trang nói. Đúng vậy, đây là xính lễ. À, tốt quá. Vân Tiểu Đông dùng hai tay ôm một mớ tiền nói. Mẹ, chúng ta phát tài rồi. Chu Hoa thấy tình cảnh như vậy mà không khỏi cảm thán, thần y chết tiệt này đúng là quá phóng khoáng, tuy hắn có thể lấy ra nhiều tiền như vậy, nhưng hắn sẽ không đưa ra nhiều đó tiền cho một con đàn bà. Đúng là xài tiền người khác thì không đau lòng. Hạ Thiên không đau lòng, Chu Hoa thì thật sự đau lòng, tiền này vốn là của hắn, nếu chơi ngôi sao ca sĩ, ít nhất cũng đủ rong chơi với chục em. Chu Hoa nhìn Vân Thanh mà cảm thấy tiền này thật sự có giá trị, luật sư này rất xinh đẹp, dáng người ngon ăn. Điện nước đầy đủ, trước nhọn sau cong, tuyệt đối không kém ngôi sao. Hơn nữa luật sư này lại là loại phụ nữ đàng hoàng, khá hơn rất nhiều so với đám ngôi sao ăn tạp. Vì vậy mà lúc này Chu Hoa đã có chút hối hận, nếu sớm biết như vậy thì hắn sẽ ngoan ngoãn trả thù lao, sau đó lấy tiền ra chơi luật sư, như vậy sẽ lời hơn. Ánh mắt hai tên vệ sĩ ở phía sau Chu Hoa lại càng nóng bỏng, bọn họ đi theo Chu Hoa cũng không phải ngày một ngày hai, cũng chẳng phải chưa từng thấy tiền. Nhưng đây là lần đầu tiên thấy được nhiều tiền như vậy. Tiểu Đông, đừng làm rộn, bỏ tiền đó ra. Vân Thanh nói. Mẹ, đây là tiền của chúng ta, sao phải buông ra? Vân Tiểu Đông mở to mắt, vẻ mặt rất khó hiểu. Đừng làm loạn, đây không phải tiền của chúng ta. Vân Thanh khẽ quát, nói đùa sao, nàng cũng không dám thu số tiền này, đây là 10 triệu, nàng tuy lương cao hơn hẳn người thường nhưng mỗi năm cũng chỉ có được vài trăm ngàn. Tuy luật sư ngẫu nhiên cũng kiếm được số tiền lớn, nhưng nàng nghĩ rằng mình sẽ phải mất hơn 10 năm mới có được 10 triệu, nếu nói nàng không động lòng thì là giả, nhưng nàng biết nếu lấy số tiền kia thì sợ rằng sẽ trở thành tình nhân cho Hạ Thiên. Mẹ, đây là tiền của chú xấu xa đưa cho mẹ, tất nhiên sẽ là của chúng ta. Vân Tiểu Đông rất hùng hồn. Chú xấu xa muốn mẹ làm vợ, tất nhiên chú ấy phải đưa xính lễ. Hơn nữa mẹ đã đồng ý làm vợ chú ấy, sao không thu tiền? Trên TV nói, nếu phụ nữ không thu tiền thì đàn ông sẽ nghĩ rằng nàng không đáng tiền. Con nói bậy bạ gì đó. Vân Thanh tức giận nói. Sau này không cho phép con xem những thứ tầm bậy trên TV nữa. Vân Thanh bây giờ sinh ra một loại xúc động mới, nàng cảm thấy một Vân Tiểu Đông tinh khiết bị những chương trình trời ơi kia độc hại, nếu không thì nàng là một cô bé, xoa có thể biết được những vấn đề kia. Nàng nói đến những vấn đề của người lớn, như vậy là không được. Mẹ, thường ngày mẹ đều không có ở nhà, cũng không có thời gian đưa con ra ngoài chơi, tất nhiên con cũng chỉ có thể xem tivi mà thôi. Vân Tiểu Đông có chút uất ức. Mẹ xem, bây giờ chú xấu xa cho chúng ta nhiều tiền như vậy, mẹ mà nhận thì khỏi cần ra ngoài kiếm tiền, có thể ở nhà với con, như vậy sẽ có nhiều thời gian chơi đùa với con hơn. Vân Thanh lúc này không biết phải nói sao cho phải, nàng biết mình bận rộn, thời gian cùng chơi đùa với Vân Tiểu Đông là rất ít, dù có Lê An ở nhà. Nhưng dù sao Lê An cũng là một cô gái nông thông, có rất nhiều chuyện không hiểu. Lê An cũng chỉ có thể chăm sóc cho Vân Tiểu Đông, vì vậy bình thường Vân Tiểu Đông ở nhà chỉ biết xem TV, nhưng điều này cũng không có biện pháp, ai bảo Vân Thanh phải đi làm kiếm tiền, nếu không sao có thể nuôi gia đình. Tiểu Đông, sau này mẹ sẽ dành nhiều thời gian cho con, nhưng số tiền này không phải là của chúng ta. Vân Thanh đến bên cạnh Vân Tiểu Đông nói, nhưng chú xấu xa không phải cho mẹ sao? Vân Tiểu Đông nhìn Hạ Thiên. Chú xấu xa, chú nói với mẹ đi, có phải tiền này là của chúng ta không? Đúng vậy, là của các người. Hạ Thiên cười hì hì nói. Mẹ nghe thấy chưa, chú xấu xa đã nói rõ rồi đấy. Vân Tiểu Đông rõ ràng rất muốn số tiền này, thật ra nàng còn nhỏ, cũng không có bao nhiêu quan điểm về tiền.
Nàng chỉ biết có nhiều tiền thì sau này mẹ không cần phải đi làm, vì vậy nàng ôm tiền mà chẳng chịu buông tay. Vân Thanh dùng ánh mắt tức giận nhìn Hạ Thiên, nàng cảm thấy người này căn bản là kẻ châm ngòi thuốc nổ, xem ra nàng muốn giải quyết vấn đề thì trước tiên phải giải quyết hắn mới được. Cậu theo tôi đến đây. Vân Thanh kéo Hạ Thiên đi vào một gian phòng đối diện, trước tiên nàng có một chuyện muốn nói rõ với Hạ Thiên. Điều này, Hạ Thần Y. Khi thấy Hạ Thiên chuẩn bị đi vào một gian phòng khác thì Chu Hoa không khỏi hô lên một câu. Làm gì vậy? Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn Chu Hoa. Sao chú còn ở đây? Điều này, Hạ Thần Y, tay của tôi, không biết anh có thể. Chu Hoa rất cẩn thận, hắn sợ sẽ làm Hạ Thiên nổi giận. Hạ Thiên cuối cùng cũng nhớ ra vấn đề, hắn tiện tay lấy ra ngân châm đâm hai cái lên tay phải của Chu Hoa, sau đó nói. Được rồi, chú đi nhanh, đừng lượn lờ trước mặt vợ anh, nếu không chị ấy sẽ mất vui. Chu Hoa bóp bóp tay, hắn phát hiện tay của mình đã hồi phục, vì vậy mà cực kỳ vui mừng, sau đó hắn liên tục gật đầu. Vâng, vâng, Hạ Thần Y, tôi đi ngay, sau này sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt luật sư Vân. Chu Hoa vội vàng xoay người bỏ đi, lúc này trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ, đó chính là chạy đi thật xa khỏi khu vực có Hạ Thiên và Vân Thanh. Hắn cũng không có ý nghĩ quay lại cướp 10 triệu, dù hắn sạt nghiệp cũng không dám. Lúc này Vân Thanh kéo Hạ Thiên vào phòng rồi thuận tay đóng cửa lại. Chị Vân Thanh, chị kéo tôi vào, muốn vào thế giới của riêng hai người sao? Hạ Thiên cười hì hì hỏi. Hạ Tiên Sinh. Vân Thanh vừa mở miệng thì Hạ Thiên đã cắt lời. Chị Vân Thanh, chị không nên xưng hô như vậy, tôi đã là chồng chị, bây giờ chị có thể gọi tôi là chồng, tất nhiên chị cũng có thể trực tiếp gọi tên tôi. Tôi cũng không ngại. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Được rồi, Hạ Thiên, tôi nhớ tôi đã nói với cậu, tôi đã hơn 30, đúng không? Vân Thanh không muốn tiếp tục dây dưa trên vấn đề xưng hô, tất nhiên nàng sẽ không thể gọi Hạ Thiên là chồng. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Đúng vậy, chị Vân Thanh, chị đã từng nói như vậy, nhưng tôi cũng đã nói, tôi thích phụ nữ lớn tuổi hơn, tôi không ngại chị hơn 30. Tôi đã hơn 30, bây giờ còn chưa có đàn ông. Cậu không thấy kỳ quái sao? Vân Thanh cắn răng, tuy nàng cảm thấy nói ra vấn đề này có chút mất tự nhiên, nhưng vì vấn đề giải quyết khúc mắc với Hạ Thiên mà nàng có thể bỏ ra bất kỳ cái giá nào. Chương 665, trước nay đều luôn chờ tôi. Hạ Thiên lắc đầu. Chị Vân Thanh, tôi cũng không cảm thấy vấn đề này có gì kỳ quái. Như vậy còn chưa kỳ quái sao? Vân Thanh lập tức sinh ra cảm giác khó thể liên hệ với Hạ Thiên. Tôi đã hơn 30, đến bây giờ còn là gái trinh, tôi lại không xấu, đến độ tuổi này mà như vậy rõ ràng là quái dị, không tìm được một bạn trai, cậu không thấy điều này rất bất thường sao? Chị Vân Thanh, điều này rất bình thường. Hạ Thiên nghiêm trang trả lời. Chị Mộng và Thần Tiên tỷ tỷ còn lớn tuổi hơn cả chị ấy trước đó vẫn còn là xử nữ, các chị đều rất đẹp, sở dĩ có thể như vậy cũng chỉ có một nguyên nhân. Vậy cậu nói xem đó là nguyên nhân gì? Vân Thanh nhìn không được phải hỏi. Vì các chị ấy luôn chờ sự xuất hiện của tôi. Hạ Thiên trả lời rất chân thành. Vì các chị ấy nhất định làm vợ tôi, chị Mộng hôn mê trên giường hơn 20 năm vì chờ đợi sự xuất hiện của tôi, Thần Tiên tỷ tỷ thủ thân như ngọc trong thời gian 38 năm, cũng vì chờ tôi lớn lên. Chị Vân Thanh, chị cũng giống như vậy, chị nhất định đã sinh ra làm vợ tôi, vì vậy trước khi tôi xuất hiện chị sẽ không có người đàn ông nào, nhưng sau này chị chỉ có một người đàn ông là tôi. Vân Thanh lập tức nghẹn lời, điều này, tên này là loại tự kỷ cỡ nào, loại nào mới nói ra được những lời như vậy. Nàng đã gặp qua nhiều loại đàn ông tự kỷ, nhưng tự kỷ đến mức như Hạ Thiên thì thật sự là lần đầu tiên gặp mặt, đây cũng không phải là tự kỷ bình thường, là một loại tự kỷ sắp đến mức tâm thần. Tôi không phải đang mong chờ sự xuất hiện của cậu, tôi căn bản không thích đàn ông. Vân Thanh cố gắng làm mình tỉnh táo trở lại, sau đó nàng nói ra bí mật của mình. Hạ Thiên. Trước nay tôi cũng không muốn đàn ông, tôi ghét bất kỳ hành vi gì với đàn ông, lại càng không cần phải nói đến những hành vi thân mật với đàn ông, tóm lại giữa tôi và cậu là không thể. Hạ Thiên không khỏi ngây người. Chị Vân Thanh, chẳng lẽ chị thích phụ nữ? Tôi cũng không thích phụ nữ. Vân Thanh tức giận nói. Tôi chỉ thích chính mình. Chị Vân Thanh, thích chính mình cũng không sao, tôi cũng thích chính mình, nhưng tôi cũng thích chị. Hạ Thiên ra vẻ không quan tâm. Hơn nữa, chị Vân Thanh, chị có thể ghét đàn ông khác, nhưng chị chắc chắn sẽ không ghét tôi. Chị xem, trước đó tôi đã ôm chị, tôi còn ngủ với chị,
điều này chứng minh chị thích tôi. Vân Thanh tất nhiên tin rằng Hạ Thiên thích mình, người này cũng là một tên tự kỷ điên cuồng, hắn có thể không thích chính bản thân mình sao? Nhưng nếu nói nàng thích hắn thì còn lâu, còn tại sao Hạ Thiên ôm mà nàng vẫn có thể ngủ, nàng cũng không hiểu nổi, nàng chỉ có thể cho rằng tám phần là Hạ Thiên có động tay động chân, người này y thuật cao siêu, muốn làm việc này cũng không khó. Hạ Thiên, tôi chỉ muốn nói rõ ràng với cậu, tôi và cậu chẳng có khả năng nào, tôi cũng không muốn lấy tiền của cậu, nếu cậu thật sự yêu tôi, sau này cậu đừng quấn lấy tôi, như vậy tôi sẽ rất biết ơn. Vân Thanh nói lời tuyệt tình, nàng cảm thấy không nên để lại cho đối phương chút ảo tưởng nào. Chị Vân Thanh, nếu tôi có thể chứng minh chị không ghét đàn ông, chị có đồng ý làm vợ tôi không? Hạ Thiên lúc này dùng giọng nghiêm trang nói. Tôi có ghét đàn ông hay không, chính bản thân tôi hiểu rõ nhất, có còn cần cậu chứng minh sao? Vân Thanh có chút đau đầu, nàng sao lại gặp phải người này? Những năm gần đây Vân Thanh đã gặp qua rất nhiều người theo đuổi, cũng không thiếu những tên chơi trò, đẹp trai không bằng trai mặt, quấn lấy nàng như Sam, nhưng nàng kiên quyết từ chối thì người nào cũng biết khó mà lui. Nhưng bây giờ dù nàng trực tiếp thế nào, thậm chí còn nói ra bí mật của mình thì Hạ Thiên vẫn không có suy tính muốn rút lui. Chị Vân Thanh, thật ra có rất nhiều người không biết mình ghét cái gì, ví dụ như chị tuy rất ghét đàn ông, nhưng chị không ghét tôi, thật ra chị rất yêu tôi, chẳng qua chị không biết điều này mà thôi. Tôi có biện pháp chứng minh, nhưng không biết chị có dám thử hay không. Hạ Thiên cười hì hì nói, lần này hắn quyết tâm nắm Vân Thanh vào trong tay. Sao có thể bị dọa chỉ vì vài câu nói ngớ ngẩn kia? Được rồi, cậu nói xem, cậu chứng minh thế nào? Vân Thanh dùng giọng không còn chút sức lực nói. Chị Vân Thanh, nói vậy chị sẽ để tôi chứng minh sao? Hạ Thiên lại hỏi. Nếu cậu không thể chứng minh, sau này cậu đừng quấn lấy tôi nữa nhé. Vân Thanh hỏi ngược lại. Hạ Thiên gật đầu. Đúng vậy. Sau đó Hạ Thiên lại bổ sung một câu. Nhưng nếu tôi chứng minh được, chị không được đổi ý, chị phải làm vợ tôi, nếu đổi ý sẽ bị tôi đánh mông. Được, nếu cậu thật sự có thể chứng minh tôi thích cậu, tôi sẽ tùy ý để cậu làm gì thì làm. Vân Thanh căm giận nói, nàng không tin sẽ có khả năng này, nàng đã từng tiếp xúc thân thể với đàn ông, nàng cảm thấy rất không thoải mái. Tuy những năm qua nàng đã có chuyển biến tốt đẹp, khi bắt tay với đàn ông thì nàng cũng không quá mất tự nhiên, nàng cũng ráng nhịn được. Dù là như thế thì nàng nói đã yêu đàn ông, điều này là không thể. Hạ Thiên cười hì hì, bộ dạng giống như thực hiện được âm mưu. Chị Vân Thanh, bây giờ tôi sẽ chứng minh cho chị xem. Hạ Thiên vừa dứt lời thì lập tức có hành động, hắn vươn tay ôm lấy eo Vân Thanh, sau đó hắn kéo nàng vào lòng, cuối cùng dùng tốc độ sét đánh để hôn lên làn môi đào của nàng. Vân Thanh không kịp chuẩn bị, khi nàng phát hiện bờ môi của mình bị xâm chiếm thì bắt đầu giãy giụa. Nhưng đáng tiếc dù nàng có giãy thế nào cũng không ăn thua, trên đời có ai giãy khỏi vòng tay của Hạ Thiên. Một cảm giác chán ghét và sợ hãi chợt bùng lên từ tận đáy lòng, Vân Thanh cũng không nói dối, nàng thật sự không thích đàn ông, càng không thể nào chấp nhận hành vi thân mật với đàn ông. Lúc đầu nàng vùng vẫy dữ dội, thân thể cũng không nhịn được phải run rẩy, khí tức rối loạn, nhịp tim gia tốc, thậm chí nàng còn muốn cắn Hạ Thiên, nhưng nàng không thành công. Miệng nàng giống như không còn nằm trong sự khống chế, cả người nàng đều nằm dưới sự điều khiển của Hạ Thiên. Trong lòng Vân Thanh càng sợ hãi, nàng càng sinh ra cảm giác thở không ra hơi, hàng loạt ký ức xuất hiện trong đầu nàng, có những hình ảnh làm nàng cực kỳ sợ hãi, làm nàng có thể chết vì sợ bất cứ lúc nào. Khi Vân Thanh giống như sắp không thể chịu đựng được thì chợt cảm nhận một luồng khí tức mát lạnh còn mang theo chút hương vị ấm áp tiến vào trong miệng nàng, điều này làm cho nàng hít thở dễ dàng hơn. Đúng lúc đó nàng cũng cảm thấy một bàn tay nóng hổi liên tục sờ soạng khắp người mình, trên bàn tay cũng có khí tức mát lạnh, khí tức này truyền vào trong người nàng, nhanh chóng bùng ra khắp người. Chương 666, nhất định là nằm mơ. Hai luồng khí tức này không những làm cho Vân Thanh khôi phục lại sự hít thở thần kỳ, đồng thời cũng làm cho khí tức của nàng bình thường trở lại, nhịp tim cũng chậm dần. Mãi đến lúc nàng khôi phục lại như thường thì những cảm giác cực kỳ sợ hãi cũng dần được loại trừ. Những hình ảnh ghê tởm thường xuất hiện tổng đầu nàng vẫn còn đó, nhưng nàng giống như đã đứng ở một góc độ khác nhìn qua, giống như đó là một cuốn phim không liên quan gì đến nàng. Vân Thanh đã không còn vùng vẫy, nàng đã vô thức thuận theo tất cả, nàng nhận lấy nụ hôn và cái vuốt ve của Hạ Thiên, chiếc lưỡi thơm tho của nàng cũng vô tình bắt lấy lưỡi của Hạ Thiên, hai bên thân mật giao vào nhau. Lúc này nàng cũng cảm nhận được bàn tay hắn xâm nhập vào trong quần áo của mình, bàn tay đang tiếp xúc thân mật với da thịt của nàng.
nhưng kỳ quái là khoảnh khắc này nàng không còn sinh ra cảm giác chán ghét, cũng không sợ hãi, giống như nàng đã vô thức hưởng thụ tất cả. Đây có thể nói là một giấc mộng với Vân Thanh, thậm chí nàng còn sinh ra một cảm giác, chính mình đang đứng trong mộng, nếu không trên người nàng sao có thể phát sinh những chuyện như vậy. Trong trạng thái như mộng như ảo này, Vân Thanh chậm rãi ngồi xuống giường, tất nhiên không phải nàng tự chủ động, chẳng qua Hạ Thiên ôm nàng ngã xuống giường. Lúc này trước ngực nàng truyền đến cảm giác mát lạnh, áo ngoài của nàng đã bị cởi bỏ, áo ngực cũng không còn, lúc này hai quả cầu trắng như tuyết và to tròn chợt vùng ra ngoài không khí. Chị Vân Thanh, tôi nói chị yêu tôi, có phải không? Đúng lúc này Hạ Thiên buông lỏng môi Vân Thanh ra, hắn khẽ nói một câu bên tai nàng, bộ dạng đắc ý. Vân Thanh không nói gì, nàng chỉ khẽ rên lên một tiếng, vì lúc này Hạ Thiên đã ngậm lên hạt hồng đào trước ngực nàng, hắn tinh tế nhấm nháp, điều này làm nàng sinh ra cảm giác khác thường trước nay chưa từng có. Nàng cảm thấy cơ thể nàng rất nhẹ, giống như sắp bay lên đến nơi. Đây nhất định là một giấc mơ. Trong đầu Vân Thanh bùng lên ý nghĩ này, thân thể nàng chợt mềm nhũn, nàng không còn chút sức lực. Lúc này nàng không phản kháng thì Hạ Thiên được một tấc lại tiến thêm một thước, thực tế lúc này nàng cũng không muốn ngăn cản, cứ để cho Hạ Thiên giày xéo trên bộ ngực mình. Những bộ phận quý giá mà ngoài nàng ra chưa từng có ai đụng vào, bây giờ có hơn phân nửa bị Hạ Thiên xoa bóp, có một nửa được hắn vuốt ve, phòng tuyến cuối cùng của nàng coi như đã tan vỡ. Một tay kia của Hạ Thiên đã chuyển đến đai lưng của Vân Thanh. Hắn muốn hoàn toàn biết người phụ nữ xinh đẹp này thành vợ mình, như vậy sau này nàng không còn gì để đổi ý. Nhưng đúng lúc này hắn chợt nghe thấy một âm thanh. Mẹ, cứu mạng, chú xấu xa đến mau, có người muốn cướp tiền. Chị Vân Thanh, chị đừng động, chờ tôi quay lại. Hạ Thiên nhanh chóng nói một câu rồi nhảy dựng lên, hắn kéo cửa phòng chạy ra. Lúc này Vân Thanh chợt cảm nhận được một cảm giác chưa bao giờ trải nghiệm, trong lòng nàng chợt cảm thấy hư không. Lúc này nàng có chút mơ hồ, trong đầu lóe lên ý nghĩ kỳ quái. Chẳng lẽ cũng giống như hình tượng trên TV, khi đến đúng thời điểm mấu chốt thì người đàn ông chợt phát hiện mình không mang theo áo mưa, sau đó phải tranh thủ bỏ chiến trường chạy ra ngoài mua áo mưa. Hu hu! Một tiếng khóc từ bên ngoài truyền vào, khi nghe được âm thanh này thì Vân Thanh hoàn toàn thanh tỉnh. Không xong, sao Tiểu Đông lại khóc? Vân Thanh vội vàng ngồi dậy, nàng mặc quần áo tử tế, sau đó chạy ra ngoài. Nàng lập tức phát hiện có một người đàn ông nằm trên mặt đất, lúc này Vân Tiểu Đông đang khóc giống lên, Lê An thì ngồi dưới đất, vẻ mặt tái nhợt giống như cực kỳ hoảng sợ. Tiểu Đông, sao vậy, có chuyện gì xảy ra? Vân Thanh vội hỏi. Mẹ! Vân Tiểu Đông chợt nhào vào lòng Vân Thanh. Tên khốn kiếp kia muốn cướp tiền của con, hu hu hu. Chị Vân, sau khi các người lui ra, chúng tôi còn chưa đóng cửa phòng, sau đó Tiểu Đông lấy tiền ra trải trên giường chơi đùa. Nào ngờ có người chạy vào cướp một phần tiền chạy ra, em muốn chặn hắn, kết quả là bị đẩy ngã, cũng may Hạ Tiên Sinh kịp thời đánh đối phương bất tỉnh. Lê An lúc này mở miệng, vừa rồi nàng bị dọa sợ hãi không nhẹ, nhưng bây giờ nàng đã trấn tĩnh hơn. Vân Thanh chợt hiểu ra, thì ra có tiền gặp họa, có câu tiền tài đừng phô ra bên ngoài, rất nhiều người hiểu rõ đạo lý này, nhưng vấn đề là Vân Tiểu Đông là một cô gái, nàng tất nhiên sẽ không hiểu rõ chuyện này. Lê An thì cho rằng Vân Thanh sẽ nhanh chóng quay về, nên cũng không quan tâm. Kết quả là có người đi ngang qua, khi thấy một cô bé bên trong chơi đùa với một đống tiền, tất nhiên sẽ nảy ra lòng tham, vì vậy chuyện này không có gì là quý hiếm, nhiều tiền như vậy mà người ta không động tâm mới là lạ. Chị Vân Thanh, tôi đã bảo chị ở trên giường chờ một lát, sao lại ra đây? Hạ Thiên lúc này có chút buồn bực, hắn đã đá tên kia hôn mê, tên khốn này lại làm cho chị Vân Thanh chạy ra. Vân Thanh nhìn Hạ Thiên, tâm tình của nàng không khỏi trở nên phức tạp, đến lúc này nàng mới hiểu tất cả không phải là mơ, nhưng trong lòng cũng không tức giận vì bị Hạ Thiên chiếm đoạt. Nàng cảm thấy mê hoặc, nàng không thể nghĩ ra, vì sao nàng có thể tiếp nhận những sự việc kia. Tiểu Đông, đừng khóc nữa, không có gì đâu. Vân Thanh không trả lời vấn đề của Hạ Thiên, nàng chỉ an ủi Vân Tiểu Đông, cũng may đối phương chỉ muốn cướp tiền và bỏ chạy, cũng không có kế hoạch gì, vì vậy mà Vân Tiểu Đông cũng không bị thương. Lê An tuy bị đẩy ngã nhưng thật sự cũng không sao, có thể nói là rất may, nếu Vân Tiểu Đông có vấn đề thì cả đời này Vân Thanh sẽ chẳng thể nào yên ổn. Mẹ, chúng ta cất tiền đi được không? Vân Tiểu Đông xoa xoa mắt, nước mắt còn chưa lau. Nếu không sẽ có người đến cướp thì biết làm sao bây giờ? Vân Thanh nhìn số tiền mặt, trong lòng chợt sinh ra chút cảm giác, sự kiện vừa phát sinh làm tâm cảnh nàng biến đổi,
nàng hiểu, bây giờ quan hệ giữa mình và Hạ Thiên khó thể cắt đứt. Hạ Thiên nói một câu. Không cần sợ, tôi sẽ bảo vệ mọi người. Cậu không thể mãi mãi theo chúng tôi. Vân Thanh khẽ nói. Tiền này cậu mang đi, nếu để đây thì rất nguy hiểm. Mẹ, không cần, chúng ta tự giữ lấy tiền. Vân Tiểu Đông không muốn bỏ qua. Tiểu Đông, bây giờ ngân hàng đã nghỉ làm, chúng ta không thể đi gửi tiền. Vân Thanh khẽ giải thích. Ngày mai chúng ta sẽ đi gửi. Vân Tiểu Đông bĩu môi. Đêm nay để chú xấu xa ở trong phòng giữ tiền. Được, tối nay tôi sẽ ở lại giữ tiền. Hạ Thiên lập tức đồng ý, hắn tất nhiên cầu còn chưa được, đêm nay hắn có thể sẽ ăn hết vợ Vân Thanh. Chương 667, Mộc Hàm phó ước. Cậu không có việc gì làm sao? Vân Thanh nhìn không được phải hỏi, người này rốt cuộc ở thủ đô làm gì? Vì sao lại giống như không có việc gì làm như vậy? Có. Hạ Thiên nhìn Vân Thanh, hắn cười hì hì nói. Chị Vân Thanh, chuyện của chị là chuyện của tôi. Hừ, trước tiên tôi báo cảnh sát đã. Vân Thanh không muốn tiếp tục lằng nhằng với Hạ Thiên, khoảnh khắc này nàng cũng không biết nên xử lý quan hệ với hắn như thế nào cho phải. Hạ Thiên có chút buồn bực. Chị Vân Thanh, chị báo cảnh sát làm gì? Có người muốn cướp tiền, tất nhiên phải báo cảnh sát. Vân Thanh tức giận nói. Chẳng lẽ cậu muốn để hắn nằm đấy sao? Cũng đúng, báo cảnh sát để đưa tên này đi. Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói. Ba tên cảnh sát đến và nhìn thấy Hạ Thiên thì thiếu chút nữa đã quay đầu bỏ đi, đúng là không có biện pháp, đối với bọn họ thì Hạ Thiên là một kẻ đáng để khắc cốt ghi tâm. Ba tên cảnh sát này chính là nhóm người lần trước nhận được điện thoại của Đỗ Tinh, sau đó bị Hạ Thiên cướp súng và đánh cho một trận, đồng thời còn bị Hạ Thiên ép phải đưa đến cục cảnh sát. Bọn họ cảm thấy Hạ Thiên có ý nghĩ kỳ lạ, muốn tất cả cảnh sát ở thủ đô phải đi tìm vợ cho mình, nhưng không lâu sau bọn họ đã nhận được thông báo đi tìm Mộc Hàm, vì vậy mà cả đám cảm thấy choáng váng, khi đó bọn họ đã biết Hạ Thiên là kẻ tuyệt đối không nên trêu vào. Khi danh tiếng thần y của Hạ Thiên vang dội khắp thủ đô, bọn họ biết chắc Hạ Thiên không dễ dây vào, thậm chí bọn họ còn cầu nguyện để không gặp phải Hạ Thiên, nhưng dù sao bọn họ cũng không ngờ lại gặp Hạ Thiên ở khách sạn Vạn Hào. Khi nhận được điện báo thì ba người đều thầm nghĩ, không phải là Hạ Thiên đấy chứ. Nếu là như vậy thì phiền phức lớn. Ủa, là các người sao? Hạ Thiên cũng nhận ra ba tên cảnh sát kia. À, chào cậu, Hạ Thần Y, chúng ta lại gặp mặt. Tên cảnh sát cầm đầu có chút sợ hãi, hắn tiến lên bắt chuyện, sau đó cẩn thận hỏi một câu. Hạ Thần Y, xin hỏi vừa rồi có phải ở đây báo cảnh sát không? Tôi báo cảnh sát. Vân Thanh lúc này mới nói, trong lòng cũng đang thầm nghĩ, Hạ Thiên này thật sự rất quen thuộc với cảnh sát, vì sao cảnh sát khắp thủ đô đều biết hắn. Người này quen rất nhiều cảnh sát ở Giang Hải, bây giờ vì sao còn quen biết cả thủ đô. Càng kỳ quái là những tên cảnh sát này lại rất sợ hắn, người này chẳng phải thường đánh cảnh sát, vì vậy mà bọn họ mới sợ sao. Vân Thanh không ngờ suy đoán của mình cơ bản là đúng. Tội phạm đâu, đã chạy rồi à? Tên cầm đầu cảnh sát hỏi thăm. Đồng thời hắn cũng không khỏi liếc mắt nhìn Vân Thanh, trong lòng thầm cảm khái. Lại là một người đẹp, tuy không điên đảo chúng sinh như Mộc Hàm nhưng cũng đủ để làm cho đàn ông phải rối loạn. Chưa chạy thoát, vẫn còn ở chỗ kia. Vân Thanh chỉ về phía hành lang. Ba tên cảnh sát cùng nhìn lại rồi thở ra, không phải Hạ Thiên là tốt, bọn họ coi như yên tâm. Thật ra cũng không phải ba người bọn họ không thấy tên tội phạm kia, nhưng lúc đầu bọn họ thấy Hạ Thiên thì đã kinh hoàng. Cũng không cần quan tâm bên cạnh là ai, vì thế mà bọn họ cũng không để ý đến một tên nằm gục cách đó hơn chục mét. Nếu tội phạm không phải là Hạ Thiên thì quá đơn giản, những người này lấy lời khai của đám người Vân Thanh, sau đó đưa tên hôn mê rời đi. Đối với bọn họ thì cách xa Hạ Thiên sẽ an toàn hơn, bọn họ cũng không ngốc mà ở lại lâu hơn. Mẹ, con lại đói bụng rồi. Khi đám cảnh sát bỏ đi thì Vân Tiểu Đông nói. Chúng ta đi dùng cơm. Vân Thanh kéo Vân Tiểu Đông ra ngoài, bây giờ đã đến giờ cơm tối, Hạ Thiên lại có chút buồn bực, hắn không muốn ăn cơm, chỉ muốn ăn sạch chị Vân Thanh mà thôi. 7 giờ tối, đường kinh. Một chiếc Audi A7 chậm rãi dừng lại ven đường, Mộc Hàm dùng kính viễn vọng quan sát tình huống khắp bốn phía, cuối cùng nàng phải tự mình đến đây, cách đây 500 mét là một kho hàng, đó chính là địa chỉ gặp mặt của chuột số 3. Chỗ này gần một huyện vùng ven của thủ đô, vị trí khá lệch. Trước kia đã từng kiến tạo không ít kho hàng chuyên dùng để chứa đựng vật tư. Nhưng bây giờ những kho hàng này căn bản đã bị bỏ hoang,
những vùng đất lân cận đã được khai phá, những ngôi nhà lớn nằm sừng sững. Lúc này trong thủ đô đã không còn nhiều đất, tất nhiên cục nhà đất sẽ chuyển hướng về phía những huyện ngoại thành. Thực tế thì nửa giờ trước Mộc Hàm đến đây cũng không thấy trên công trường có ít người, nhưng đến bây giờ thì công trường vẫn còn tiếp tục thi công, chẳng biết có phải làm cả đêm không nghỉ hay không. Mộc Hàm cũng dùng khoảng thời gian này để quan sát tình huống phụ cận, cuối cùng nàng khẳng định nơi đây không có nguy hiểm, nếu thật sự có nguy hiểm thì cũng chỉ nằm ở trong khu hàng kia mà thôi. Mộc Hàm nhìn đồng hồ, bây giờ là 7 giờ 5, nàng mở cửa xe đi về phía kho hàng, địa điểm giao ước chính là kho hàng số 9. Cửa kho hàng số 9 đã mở nhưng bên trong không có gì, có những hàng tồn bên trong bị vứt lại lộn xộn, còn có những vật dụng của các công trường bên cạnh, ví dụ như gạch đá xi măng. Nhưng không ai trông coi, dù sao đây là những thứ không đáng tiền và rất nặng, bình thường cũng chẳng ai thèm trộm. Bây giờ là buổi tối nhưng kho hàng cũng không quá tối, vì cách đó không xa có đèn công trường rất sáng chiếu sang, những lỗ hổng trên kho hàng cũng làm cho ánh sáng chiếu vào rực rỡ. Đừng nhúc nhích. Mộc Hàm vừa tiến vào thì nghe được một tiếng quát khẽ, âm thanh khàn khàn, nàng nghe thấy rõ, đó là giọng điệu của chuột số 3. Dù Mộc Hàm biết đối phương là chuột số 3 nhưng cũng không tùy tiện cho đối phương nắm giữ sinh mệnh của mình, vì vậy khoảng khắc khi đối phương mở miệng thì nàng đã đạp phiêu miểu bộ lách sang một bên và rút súng chĩa vào đối phương. Lúc này nàng đã nhìn rõ đối phương, nếu căn cứ vào tướng mạo thì rõ ràng là đặc côn nằm vùng chuột số 3 của địa tổ. Buông súng, tôi là Mộc Hàm. Mộc Hàm khẽ quát, đối phương lúc này đang chĩa súng vào nàng. Đưa giấy chứng nhận ra. Chuột số 3 cũng không buông súng, hắn khẽ quát. Mộc Hàm cầm giấy chứng nhận ném sang cho chuột số 3, sau đó người này xem qua rồi hạ súng. Cho cô, đây là kế hoạch tập kích. Chuột số 3 lấy ra một chiếc USB đưa cho Mộc Hàm. Mộc Hàm vươn tay định nhận, đúng lúc nàng đột nhiên cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm, nàng khẽ quát. Cẩn thận. Đùng. Tiếng súng vang lên. Chương 668, bẫy dập. Mộc Hàm nhanh chóng tránh ra, đồng thời nàng kéo chuột số 3 xuống, viên đạn bắn xuống đất, xem như thất bại. Bên trên, Mộc Hàm nhanh chóng nói một câu, sau đó nàng chĩa súng lên phía trên bắn hai phát, đồng thời còn nhanh chóng chạy trốn vào trong kho hàng. Bên trong không xa có một đống đá, nàng có thể dùng nó làm công sự che chắn. Chuột số 3 cũng nhanh chóng bắn 4-5 phát súng lên nóc kho hàng. Sau đó hắn chạy đến bên cạnh Mộc Hàm, hắn chất vấn. Cô bị theo dõi sao? Là anh bị theo dõi. Mộc Hàm tức giận nói, nàng quả thật tự ít không có ai theo dõi mình, trước đó nàng đã sớm quan sát tình huống, cũng căn bản không thấy có người trên kho hàng. Vì vậy chỉ có một khả năng, đối phương đến trước và chờ sẵn. Nhưng nàng nghĩ mãi mà không hiểu, nếu mục tiêu của đối phương là chuột số 3, như vậy phải ra tay trước đó mới đúng chứ? Đối phương hoàn toàn có thể ra tay trước khi nàng đến. Không thể. Chuột số 3 quả quyết chối bỏ. Tôi rất cẩn thận, sẽ không có ai theo dõi. Bây giờ tranh luận điều này cũng không có ý nghĩa. Mộc Hàm mất kiên nhẫn. Đưa USB cho tôi. Chuột số 3 có chút chần chừ, cuối cùng cũng đưa USB cho Mộc Hàm. Mộc Hàm cất USB thật kỹ, sau đó nàng nói với chuột số 3. Anh yểm hộ cho tôi sẽ lao ra trước. Còn tôi thì sao? Chuột số 3 tức giận nói. Cô để tôi chết ở đây sao? Ai bảo anh ở đây chờ chết? Mộc Hàm có chút không vui. Tôi sẽ đi vòng sang bên kia xử lý kẻ địch. Được, cứ làm như thế. Chuột số 3 lập tức đồng ý. Mộc Hàm dùng ánh mắt hoài nghi nhìn chuột số 3, đây thật sự là đặc công nằm vùng ở tổ chức khủng bố của địa tổ à? Sao nàng lại có chút cảm giác kỳ lạ như vậy? Nhưng Mộc Hàm cũng không suy nghĩ quá nhiều. Chỉ có thể nghĩ rằng chuột số 3 đa nghi quá mức mà thôi. Chuẩn bị, 3, 2, 1. Mộc Hàm khẽ hạ giọng nói. Hành động. Mộc Hàm bắn người chạy ra, nàng đạp phiêu miểu bộ chạy về phía cửa kho hàng. Đùng, đùng, đùng. Sau lưng Mộc Hàm vang lên những tiếng súng vang dội. Một cảm giác nguy hiểm bùng lên, Mộc Hàm cảm thấy một luồng sát khí từ phía sau vọt đến, nàng dùng phiêu miểu bộ né sang một bên theo bản năng. Đúng lúc này một viên đạn bỏng rát phóng xẹt qua tay nàng. Đùng, đùng. Mộc Hàm nổi súng bắn trả, nàng xoay người lại và thấy gương mặt dữ tợn của chuột số 3, vừa rồi nổ súng không phải là ai khác, chính là chuột số 3. Thì ra anh mới thật sự là gián điệp. Mộc Hàm đã trốn đến đằng sau một đống đá khác, giọng điệu nàng rất tức giận, nàng cuối cùng cũng hiểu vì sao mình sinh ra cảm giác quái lạ, thì ra đây là một cái bẫy.
tôi không phải gián điệp. Giọng điệu khàn khàn của chuột số 3 vang lên. Nhưng cô không đủ tư cách đảm nhiệm chức vụ tổ trưởng địa tổ. Tôn Bác Văn cho anh đến giết tôi, có phải vậy không? Mộc Hàm cũng không ngốc, nàng nghe những lời của chuột số 3 thì lập tức nghĩ ra vấn đề. Mộc Hàm, cô không cần quan tâm, đến khi chết thì Diêm Vương sẽ nói cho cô biết đáp án. Chuột số 3 hừ lạnh một tiếng, sau đó hắn nả súng về phía Mộc Hàm. Viên đạn xẹt qua đầu Mộc Hàm, nàng cũng không bắn trả, vì nàng biết mình không còn nhiều đạn. Trong đây ngoài chuột số 3 thì vẫn còn ít nhất một kẻ địch khác, trước đó nàng cho rằng mình hại đối một, bây giờ thì ngược lại, nàng một đối hai, thậm chí đối phương không phải chỉ có hai người. Mộc Hàm nhìn tay trái mà không khỏi thầm kêu may mắn, may mà bộ pháp của chồng quá tốt, hơn nữa nàng được chồng tẩy tủy, vì vậy mà lúc này thân pháp rất linh hoạt. Vì thế mà chuột số 3 dù nổ súng sau lưng, lại rất bất ngờ nhưng nàng vẫn tránh khỏi viên đạn, chẳng qua chỉ bị chảy ra mà thôi. Dù tay trái của Mộc Hàm có hơi đau, cũng đổ máu, nhưng điều này không sinh ra ảnh hưởng nghiêm trọng, căn bản không ảnh hưởng đến sức chiến đấu của nàng. Như vậy kế hoạch tập kích là giả sao? Mộc Hàm lớn tiếng hỏi, nàng lấy điện thoại ra, ngay sau đó nàng chợt phát hiện nơi này không có sóng điện thoại, xem ra tín hiệu điện thoại đã bị đối phương cắt mất, người này căn bản không cho nàng cơ hội cầu cứu. Nếu cô không đến thì đó là sự thật. Chuột số 3 cười lạnh một tiếng. Mộc Hàm, cô thôi thì nhận mệnh đi, hôm nay cô nhất định phải chết. Hèn hạ. Mộc Hàm mắng một câu, nàng hiểu ý của chuột số 3, nếu nàng không trúng kế, như vậy sẽ có một sự kiện tập kích. Sau đó nàng nhất định sẽ phải gánh vác trách nhiệm. Dù là thế nào thì nàng cũng chẳng có kết cục tốt. Đùng, đùng. Chuột số 3 không nói gì, hắn bắn Mộc Hàm hai lượt, nhưng hắn vẫn không thể bắn trúng. Mộc Hàm ngẩng đầu nhìn lên kho hàng, nàng muốn tìm được tung tích của kẻ địch, nếu không có địch thì nàng tin mình có thể dễ dàng giết chết chuột số 3. Nhưng vì phía trên có người nên nàng cũng không dám làm ra những hành động thiếu suy nghĩ. Đùng. Đúng lúc này tiếng súng vang lên. Âm thanh từ bên trên. Á! Một tiếng hét thảm vang lên, âm thanh từ miệng của chuột số 3. Mộc Hàm không khỏi ngây người, chuyện gì xảy ra? Chuột số 3 và tay súng trên kia không phải cùng một nhóm sao? Chẳng lẽ nàng lầm, thực tế trên kia vẫn còn một người không cùng nhóm với chuột số 3? Đùng! Đúng lúc này trên nóc kho hàng lại vang lên một tiếng động lớn, Mộc Hàm ngẩng đầu nhìn, bên trên có một lỗ hổng lớn, một bóng người cao lớn nhảy xuống. Đùng, đùng, đùng. Mộc Hàm nổ súng không chút do dự, nàng bắn lên không. Nhưng đáng tiếc dù đối phương ở trên không, cũng chẳng có động tác tránh né, nhưng mãi đến khi đối phương hạ xuống đất thì nàng vẫn chưa bắn trúng. Cũng vì như vậy mà lúc này trong súng của nàng không còn viên đạn nào. Mộc Hàm tiểu thư, cô hết đạn rồi chứ? Một âm thanh khá lớn vang lên. Cô không còn đạn cũng tốt, chúng ta chiến đấu công bằng, tôi đảm bảo sẽ không còn ai nổ súng. Mộc Hàm có chút chần chừ, cuối cùng nàng cũng lách mình ra, dưới ánh đèn vàng, nàng có thể thấy đối phương là một người đàn ông châu Á hơn 30, nhưng có lẽ không phải là người Hoa. Người này rất cao, làn da trắng tinh, thậm chí có chút cảm giác tái nhợt, trên mặt mang theo nụ cười. Nhưng Mộc Hàm có thể cảm nhận được người đàn ông này có sát khí, hơn nữa sát khí không phải tự nhiên sinh ra, phải là người hai tay đầy máu mới được như vậy. Anh là ai? Mộc Hàm mở miệng hỏi. Đồng thời nàng không khỏi nhìn xuống dưới chân người đàn ông, nơi đó là thi thể của chuột số 3. Chương 669, Hắc Ám Vương Tử. Tôi là Satan. Người đàn ông cao lớn mỉm cười. Họ Sa, tên Tan, không phải là Satan của các nước phương Tây. Satan. Mộc Hàm khẽ nhíu mày, nàng tất nhiên có nghe qua cái tên Satan, nhưng đó là ma vương trong truyền thuyết của người phương Tây. Còn hiện thực, đây là lần đầu tiên nàng nghe nói có người tên là Satan. Hơn nữa người này họ Sa tên Tan, điều này cực kỳ quỷ dị. Có lẽ Mộc Hàm tiểu thư cũng chưa từng nghe qua cái tên của tôi, nhưng điều này cũng là bình thường. Sa Tan mỉm cười. Trên đời này có rất nhiều người nghe qua tên tôi, nhưng bọn họ vừa được nghe thì vùi đầu vào sự nghiệp của đại ma vương Sa Tăng vĩ đại, không kịp nói tên tôi cho người khác biết. Mộc Hàm khẽ hừ một tiếng. Anh nói những người nghe qua tên mình đều đã chết sao? Mộc Hàm tiểu thư. Bọn họ chỉ đi qua thế giới bên kia mà thôi, ở bên kia có lẽ bọn họ sẽ sung sướng hơn. Satan cười nhạt. Cuối cùng bọn họ có hạnh phúc hay không, cô sẽ biết nhanh thôi. Có lẽ anh cũng sẽ nhanh chóng được biết. Mộc Hàm thản nhiên nói. Không bằng trước khi anh đi sang bên đó hãy nói cho tôi biết,
ai bảo anh đến giết tôi? À, Mary tiểu thư nói tôi đến giết cô. Satan cười tủm tỉm nói. Mộc Hàm chợt sững sờ. Mary tiểu thư nào? Chính là Mary tiểu thư mà ai cũng biết. Satan dùng giọng không nhanh không chậm nói. Quốc gia các người có câu, Mary tiểu thư không phải là vạn năng, nhưng nếu không có thì sẽ chẳng làm được gì. Mộc Hàm cuối cùng cũng hiểu, cái gọi là Mary tiểu thư chẳng qua chỉ là tiền. Thì ra anh là sát thủ. Mộc Hàm có chút khinh thường. Đúng vậy, tôi là sát thủ. Satan mỉm cười. Nhưng Mộc Hàm tiểu thư có lẽ đã từng nghe qua một cái tên, trong giới sát thủ người ta gọi tôi là Hắc Ám Vương Tử. Cái gì? Vẻ mặt Mộc Hàm chợt biến đổi. Anh là Hắc Ám Vương Tử. Mộc Hàm tiểu thư quả nhiên đã từng nghe nói đến tên tôi. Satan càng cười sáng lạn. Nói thật, tôi còn chưa từng giết người phụ nữ nào xinh đẹp như Mộc Hàm tiểu thư, điều này cũng làm cho tôi cảm thấy không đành lòng. Nhưng người ta ra giá quá cao, tất nhiên Mộc Hàm tiểu thư cũng rất đáng giá đồng tiền bát gạo. Tôi muốn biết mình có giá bao nhiêu. Mộc Hàm khẽ hít vào một hơi, nàng chậm rãi hỏi, nàng đang cố gắng bảo trì sự trấn tĩnh, bốn chữ Hắc Ám Vương Tử làm nàng chấn động. Trong giới sát thủ hầu như không ai biết rõ cái tên Satan. Vì vậy khi Mộc Hàm nghe được cái tên như vậy thì cũng không quan tâm, chỉ xem đối phương là một kẻ địch tầm thường. Nhưng bây giờ nàng mới biết, kẻ địch này tuyệt đối không bình thường, Hắc Ám Vương Tử, giới sát thủ không ai không biết cái tên này. Hắc Ám Vương Tử chính là đệ nhất sát thủ trên thế giới, hắn chiếm lấy vị trí này đã được hơn 10 năm, nghe nói trước nay chưa từng có ai thoát khỏi tay hắn, trước nay cũng không ai biết bộ dạng của Hắc Ám Vương Tử, vì người gặp Hắc Ám Vương Tử phần lớn đều đã chết. Mộc Hàm tiểu thư, tôi vinh hạnh nói cho cô biết, thân thể của cô có giá 100 triệu, hơn nữa còn là 100 triệu đô la. Satan mỉm cười. Tôi từng tiếp nhận trên 100 nhiệm vụ, nhưng nhiệm vụ có giá trị cao như vậy cũng là lần đầu tiên có được. Vì vậy dù tôi cảm thấy với gương mặt VF dáng người của Mộc Hàm tiểu thư thật ra không phải chỉ đáng giá số tiền kia, nhưng nếu tôi giết chết cô, với 100 triệu đô la thì tôi có thể tìm được 1.000 người đẹp. Tuy các cô ấy không đẹp như Mộc Hàm tiểu thư. Nhưng con người của tôi cũng không phải thích hoàn mỹ, vì vậy thiếu hụt một chút cũng không sao. Anh cho rằng, anh thật sự có thể giết được tôi sao? Mộc Hàm cười nhạt một tiếng. Tôi nghĩ đêm nay anh sẽ chính thức là Hắc Ám Vương Tử, Satan trong địa ngục sẽ đón chào tiểu Satan đến định cư. Mộc Hàm tiểu thư rất tự tin, tôi rất vui. Nụ cười trên mặt Satan lại càng sáng lạn. Giết người đối với tôi không những là nghề nghiệp, đồng thời còn là một thú vui. Vì vậy nếu năng lực của mục tiêu quá kém thì sẽ đả kích hứng thú của tôi. Rất tốt, tôi cũng không hy vọng đối thủ của mình quá kém. Mộc Hàm khẽ nói một câu, sau đó nàng đột nhiên hành động, bắt đầu chủ động công kích. Trước đó không lâu Mộc Hàm đã từng gặp ám dạ tinh linh Ngải Vi Nhi xếp hàng thứ 3 trong thế giới sát thủ, lúc đó nàng đối mặt với Ngải Vi Nhi cũng chỉ biết chạy trốn. Rõ ràng lúc này Hắc Ám Vương Tử Satan kia còn mạnh hơn cả Ngải Vi Nhi, nhưng lúc này Mộc Hàm không kinh hoàng. Đơn giản là xưa không bằng nay, nàng tin với thực lực bây giờ của mình, chưa hẳn sẽ không thể đánh bại Hắc Ám Vương Tử sát thủ đệ nhất thế giới này. Có lẽ Mộc Hàm cũng không đủ tự tin với chính mình, nhưng nàng tin đàn ông của mình, năng lực của nàng đến từ chồng, nàng tin có sự trợ giúp gián tiếp của chồng, nàng đánh bại Hắc Ám Vương Tử cũng không phải mộng tưởng. Tốc độ của Mộc Hàm rất nhanh, tuy nàng không có súng nhưng không có nghĩa là trên người nàng không có vũ khí. Trước kia nàng chiến đấu giáp lá cả rất kém, vì vậy trên người ngoài súng thì vẫn còn mang theo vũ khí khác, nhưng bây giờ thì khác, sức chiến đấu áp sát của nàng đã mạnh hơn cả kỹ thuật bắn súng, vì vậy nàng cũng chuẩn bị cho mình một thanh dao găm cực kỳ sắc bén. Mộc Hàm đạp phiêu miểu bộ rồi hiện ra bên cạnh Satan chỉ trong khoảnh khắc, nàng cầm dao găm bổ vào họng đối phương. Tất nhiên nàng sẽ không chừa ra đường sống, sẽ hoàn toàn để đối phương phải chết. Thân thủ của Mộc Hàm tiểu thư quả nhiên bất phàm. Giọng nói của Satan vang lên, nhưng âm thanh của hắn lại xuất hiện sau lưng Mộc Hàm. Hắn dùng tốc độ cực nhanh tránh khỏi đòn tấn công của Mộc Hàm, sau đó lại di chuyển ra sau lưng nàng, hắn vừa nói lời tán thưởng vừa đấm thăng vào lưng nàng. Mộc Hàm không quay đầu lại, nàng dẫm chân sang một bên, người hơi nghiêng, dao găm phóng ra. Vì vậy mà Satan không thể không thu đấm, bắt buộc phải đá về phía nàng. Hai người tôi đến anh đi, khoảnh khắc sau đã tấn công nhau vài chục lần. Nhưng trong cả quá trình thì không ai đụng vào được chéo áo của đối phương. Tốc độ của hai người là quá nhanh, khó phân cao thấp, ai cũng có thể né tránh khi đối phương tấn công. Nhưng bây giờ Mộc Hàm càng có thêm niềm tin,
Xem ra cái gọi là sát thủ đệ nhất thế giới cũng không quá lợi hại như suy nghĩ của bao người, nhưng Satan này không tính là ám sát, hắn lựa chọn phương pháp giết người ngoài ánh sáng. Dù sao khi sát thủ tiến hành ám sát thì thường lựa chọn cách thức bất ngờ, dù không phải là đối thủ của mục tiêu cũng có cơ hội giết chết đối phương, thậm chí chỉ cần ở phương xa bắn một viên đạn, như vậy cũng có thể đưa mục tiêu lên thiên đường. Nhưng Mộc Hàm cũng hiểu, nếu hai bên cứ tiếp tục chiến đấu như vậy thì không tốt, vì nàng không biết bên trong nhà kho này còn bẫy dập nào không. Nếu chuột số 3 thật sự là do Tôn Bác Văn phái đến, như vậy Tôn Bác Văn đâu rồi? Tôn Bác Văn không thể không quan tâm đến chuyện này được. Phải nhanh chóng giải quyết Satan rồi rời khỏi đây ngay. Mộc Hàm lập tức đưa ra quyết định, nàng cần phải rời khỏi nhà kho này và vào xe, chỉ cần quay lại xe thì nàng coi như an toàn. Chương 670, Satan chết. Satan lúc này đã không còn cảm giác nhẹ nhõm như trước đó, cuối cùng hắn cũng hiểu 100 triệu đô la cũng chẳng phải món hời. Mục tiêu tuy là một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp, nhưng thực lực thật sự của nàng lại vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Nhưng Satan vẫn có niềm tin vững chắc vào thắng lợi cuối cùng, hắn thấy dù Mộc Hàm võ công rất tốt nhưng nếu so về sức bền thì vẫn khó vượt chính mình. Hơn nữa Mộc Hàm đã bị thương, tuy thương thế không nặng nhưng ít nhiều gì cũng có ảnh hưởng. Sau này đến lúc thể lực của nàng không thể chống đỡ được, khi đó vết thương sẽ càng ảnh hưởng lớn. Sự suy đoán của Satan lập tức được chứng thực, hắn đột nhiên thấy thế công của Mộc Hàm chợt khựng lại, tuy thời gian ngừng là rất ngắn nhưng cũng không thoát khỏi ánh mắt của hắn. Trước mắt cao thủ, chỉ cần đình trệ trong khoảnh khắc cũng đủ mang đến hậu quả chí mạng. Satan đột nhiên đẩy mạnh tốc độ tấn công, ngay sau đó hắn nhanh chóng phát hiện Mộc Hàm chỉ có thể né tránh mà căn bản không còn lực hoàn thủ. Thường thì hắn tấn công 5 lần và nàng chỉ miễn cưỡng đánh trả 1 lần, đồng thời đòn đánh trả cũng không có bao nhiêu lực uy hiếp. Dù trốn tránh thì Mộc Hàm cũng giống như cố gắng hết sức, Satan thấy tình cảnh như vậy thì không khỏi cười một tiếng. Mộc Hàm tiểu thư, cô đã làm tôi thất vọng rồi, bản lãnh của cô cũng chỉ có như vậy thôi sao? Mộc Hàm không trả lời, nàng chỉ thừa dịp Satan nói chuyện để đâm hai dao, nhưng hắn dễ dàng tránh né. Mộc Hàm tiểu thư, cô tiếp một đấm này xem. Satan đột nhiên đánh ra một quyền, một đấm với xu thế ẩm ẩm phóng đến ngực Mộc Hàm, trong không khí còn mơ hồ vang lên những tiếng nổ nhỏ. Satan tung ra một quyền này đúng lúc Mộc Hàm tránh trái đỡ phải và thân thể có chút đình trệ, cuối cùng nàng cũng không kịp né tránh, chỉ có thể dùng cánh tay bị thương để chống đỡ. Satan thấy Mộc Hàm vung đấm đón tiếp mà trong mắt lóe lên cái nhìn hưng phấn, hắn tin khí lực của mình sẽ hơn hẳn Mộc Hàm, vì vậy hắn căn bản không muốn né tránh, quyết định cứng đối cứng. Hai nắm đấm va vào nhau, một âm thanh lớn vang lên. Á! Một tiếng kêu đau đớn vang lên, một âm thanh giòn tan, đồng thời còn có cả một dòng máu tươi phóng lên. Cánh tay trái của Mộc Hàm đầy máu tươi, va chạm mạnh làm cho miệng vết thương vỡ ra, máu tươi bắn ra. Nhưng lúc này nàng lại không quan tâm đến vấn đề này, trên gương mặt xinh đẹp của nàng lộ ra cảm giác vui sướng. Người phát ra âm thanh đau đớn cũng không phải là Mộc Hàm, đó chính là Satan. Còn âm thanh xương gãy, đó là cổ tay của hắn đã bị gãy. Sao, sao lại có thể như vậy? Satan cũng không còn bình tĩnh, gương mặt vốn đã tái nhợt, bây giờ càng thêm tái nhợt. Hắn dùng ánh mắt khó tin nhìn Mộc Hàm, hắn hoàn toàn không ngờ mình sẽ thảm bại trong tay nàng. Hắn vốn nghĩ rằng chiến thắng lần này sẽ lập tức nhận tiền thù lao, sau đó hắn đã có kế hoạch xin nghỉ hưu sớm, hắn đi mua một hòn đảo, mang theo vài người đẹp đến đó sống tiêu dao tự tại. Không gì là không thể. Mộc Hàm cười nhạt một tiếng, nàng đột nhiên lóe lên rồi dùng tốc độ cực nhanh đánh về phía Satan. Lúc này ánh đao sáng như tuyết lóe vào trong mắt Satan, khoảnh khắc này ánh đao như tử thần, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng hắn. Khoảnh khắc này Mộc Hàm nào có biểu hiện không thể nào chống đỡ được. Tất nhiên Satan cũng hiểu, chẳng qua vừa rồi Mộc Hàm cố ý tỏ ra yếu thế mà thôi. Đúng như những gì Satan dự đoán, Mộc Hàm vừa rồi cố ý tỏ ra yếu thế. Tất nhiên nàng cũng không dám khẳng định biện pháp này hữu hiệu. Nhưng khi chiến đấu nàng chợt nhớ mình có sức lực rất lớn, thậm chí có thể nói là thái quá, nếu nàng có thể cứng đối cứng một lần với Satan, như vậy nàng có hơn phân nửa sẽ chiếm thượng phong. Nhưng tay phải của nàng cầm đao, Satan lại đánh tay không, rõ ràng đối phương sẽ không ngu mà dùng tay đấm vào đao. Vì vậy Mộc Hàm đã định ném dao đi, nhưng làm vậy sẽ làm đối phương nghi ngờ, vì thế nàng cố ý tỏ ra không phải là đối thủ của hắn. Sau đó nàng hở sườn để hắn đấm vào, bắt buộc nàng phải dùng tay trái cứng đối cứng. Nhìn thì có vẻ giống như Mộc Hàm vội vàng ứng phó,
nhưng thực tế thì khoảnh khắc đó nàng tập trung tất cả thực lực lên tay trái, vì vậy mà vừa va chạm đã có kết cục. Một quyền của nàng đánh gãy xương cổ tay của Satan, làm cho lực chiến đấu của hắn giảm xuống hơn phân nửa. Bây giờ Satan cuối cùng cũng đã hiểu, nhưng đáng tiếc là đã quá muộn, tay phải của hắn đã gãy, đã hoàn toàn không thể nào nghênh địch. Dù những bộ phận khác trên cơ thể hắn vẫn rất bình thường, nhưng tay phải đau đớn dữ dội làm cho thân thể hắn không còn được linh hoạt như trước đó. Khi thấy dao găm của Mộc Hàm chỉ còn cách một khoảng ngắn thì Satan cũng bừng tỉnh, hắn vội vàng lui về phía sau, tay trái đưa xuống hông. Trước đó hắn đã ném súng, nhưng trên người hắn vẫn còn súng, bây giờ hắn không thể không lấy ra. Satan rút súng rất thuận lợi, hắn vung tay muốn nổ súng, đúng lúc này một cảm giác đau đớn dữ dội từ tay phải truyền đến. Á! Satan chợt gào lên một tiếng cực kỳ thê lương, trong ánh mắt là cái nhìn hoảng sợ, dư quang khóe mắt có thể bắn ra máu tươi. Một đao của MHD đã chém mất bàn tay trái của hắn. Satan, xuống địa ngục đi. Mộc Hàm quát lớn một tiếng, dao găm nhanh chóng chuyển hướng, tiếp tục phóng về phía Satan. Máu tươi tung tóe, Satan kêu lên một tiếng thảm thiết, sau đó hắn ngửa đầu ra phía sau. Một đao của Mộc Hàm đã cắt đứt cuống họng của hắn. Sát thủ đệ nhất thế giới trong truyền thuyết, là Hắc Ám Vương Tử nổi danh lại cứ như vậy mà chết dưới tay Mộc Hàm. Khi thấy thi thể của Satan thì Mộc Hàm cũng không còn bao nhiêu do dự, nàng nhanh chóng cắt một lớp vải trên người hắn, sau đó thu dao, nhanh chóng buộc vết thương trên tay trái. Cuối cùng nàng nhặt súng của Satan rồi chạy ra cửa kho hàng. Đứng lại! Ngoài cửa kho hàng chợt vang lên một tiếng quát khẽ. Nếu không tôi sẽ nổ súng. Mộc Hàm dừng bước. Âm thanh này không xa lạ gì với nàng. Nàng nhìn chằm chằm vào cửa ra vào, nơi đó có một hình bóng quen thuộc, đó là Tôn Bác Văn. Tôn Bác Văn cầm súng, không phải là súng ngắn, là súng tự động, điều này làm cho Mộc Hàm không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Khoảng cách giữa nàng và công sự che chắn là hơi xa, nàng không nắm chắc có thể né tránh, dù bây giờ nàng có súng thì cũng không dám nổ súng, vì dù nàng có thể bắn trúng Tôn Bác Văn. Nhưng súng tự động trên tay đối phương có thể cho nàng thành tổ ong vỏ vẽ. Tôn Bác Văn, quả nhiên là anh. Mộc Hàm khẽ hừ một tiếng. Không ngờ anh lại đến mức phải thuê sát thủ đối phó với tôi. Chương 671, một đường sinh tử. Mộc Hàm, tôi phải thừa nhận, tôi đã đánh giá cô quá thấp. Tôn Bác Văn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Mộc Hàm. Tôi nghĩ rằng dù là chuột số 3 hay Hắc Ám Vương Tử cũng có thể giết chết cô. Nhưng không ngờ chuột số 3 đứng sau lưng nổ súng cũng chỉ tạo ra cho cô một vết thương nhỏ mà thôi, thậm chí sát thủ xếp hạng nhất thế giới cũng bị cô giết chết. Tôn Bác Văn, anh không phải đánh giá thấp tôi, mà anh đánh giá chồng tôi quá thấp. Mộc Hàm dùng giọng không nhanh không chậm nói. Bây giờ tôi có được năng lực như vậy, tất cả đều vì tôi tìm được chồng tốt. Mộc Hàm, cô sẽ nhanh chóng hối hận vì tìm một người đàn ông như Hạ Thiên. Tôn Bác Văn hừ lạnh một tiếng. Vì cô chết cũng chỉ vì có người đàn ông là Hạ Thiên. Mộc Hàm dùng giọng không hoang mang nói. Tôn Bác Văn, dù hôm nay tôi chết, tôi cũng sẽ không hối hận vì từng ở cùng chồng. Nếu không có hắn thì tôi đã chết từ lâu, không có hắn thì tôi cũng chẳng có những gì vào lúc này. Rất tốt, tôi thấy cảm tình giữa các người quá tốt rồi. Tôn Bác Văn dùng ánh mắt thù hận nhìn Mộc Hàm. Hạ Thiên vì cô có thể phóng đến thủ đô, phá hủy Lý gia. Còn cô dù vì hắn mà chết cũng không oán không hối hận. Đúng là quá tốt, các người tình cảm tốt, sau khi cô chết thì Hạ Thiên sẽ càng đau lòng. Tôn Bác Văn, dù là thời điểm bình thường thì anh cũng chưa chắc giết được tôi, bây giờ anh nghĩ rằng có thể giết chết tôi sao? Mộc Hàm thản nhiên nói. Mộc Hàm, cô nói không sai, với năng lực của tôi vào lúc này thì không thể dễ dàng giết chết cô, đáng tiếc là cô có lợi hại cũng không thể hơn bom. Trong mắt Tôn Bác Văn lóe lên luồng sáng khác thường. Tôi cũng không ngại khi nói cho cô biết, bốn phía kho hàng toàn là bom, chỉ cần tôi kích hoạt, đừng nói là cô, dù là Hạ Thiên ở trong đây cũng khó thoát khỏi cái chết. Nếu kích hoạt thì sợ rằng anh cũng khó thoát chết. Mộc Hàm khẽ nói. Đúng vậy, tôi tất nhiên sẽ khó sống, nhưng tôi chỉ sống hơn cô được vài ngày, bây giờ tôi chết sớm vài ngày thì có quan hệ gì? Tôn Bác Văn đột nhiên giống lên. Đừng tưởng rằng tôi không biết Hạ Thiên đã động tay động chân lên người mình, nếu tôi đã không thể thoát chết, như vậy còn ngại gì được chôn cùng cô. Nếu đã như vậy thì anh còn chờ gì nữa? Mộc Hàm mỉm cười, nàng hỏi bằng giọng điềm nhiên như không. Theo lý thì Tôn Bác Văn nếu thật sự có chôn bom xung quanh, hắn chẳng cần tiến vào kho hàng để kích hoạt, có thể đứng từ xa điều khiển.
như vậy sau khi nổ chết nàng thì hắn vẫn còn có thể toàn thân quay ra, cơ bản không cần cùng chết với nàng. Đúng vậy, ta đang chờ cái gì? Tôn Bác Văn lầm bầm nói. Mộc Hàm, cô cho rằng tôi gài bom ở đây chỉ để chuẩn bị vì cô sao? Anh muốn nói, anh muốn chôn vùi cả tôi và chồng sao? Mộc Hàm cũng không khó để dự đoán ra điều này, nàng có thể xác định Tôn Bác Văn hận nhất là Hạ Thiên, tất nhiên hắn đối phó với nàng chủ yếu chỉ với mục đích trả thù Hạ Thiên mà thôi. Đúng vậy. Tôn Bác Văn hừ một tiếng. Tôi muốn dùng thi thể cô để hấp dẫn Hạ Thiên, đáng tiếc điều làm tôi thất vọng là hai người bọn họ không thể giết chết cô, nếu đã như vậy thì chỉ có thể nổ bom chết cô và hai tên khốn kia mà thôi. Dù tôi không trực tiếp giết chết Hạ Thiên, nhưng tôi cũng có thể giết chết cô, có thể làm hắn đau khổ cả đời. Vậy anh còn chờ đợi gì mà chưa nổ bom? Mộc Hàm cười nhạt một tiếng. Anh căn bản không có bom, hay đột nhiên sợ chết rồi? Mộc Hàm, cô đừng khích tôi. Tôn Bác Văn cười lạnh. Thế nào, bây giờ cô xử tôi sẽ đưa Hạ Thiên đến đây sao? Không thể ngờ là cô thật lòng yêu hắn, dù chính mình bị chết cũng không muốn liên lụy đến hắn sao? Cô yên tâm, tôi sẽ để cô được như ước nguyện. Mộc Hàm không nói gì, trong đầu nàng có rất nhiều ý nghĩ. Nếu nàng có thể lựa chọn, nàng thà chết một mình, nhưng nàng hy vọng mình còn sống, chồng cũng còn sống, nàng còn có thể tiếp tục cùng đi với hắn cả đời, vì vậy nàng đang tìm đường sống. Mộc Hàm cơ bản tin lời nói của Tôn Bác Văn là thật, gần đây có chôn bom, nàng bắt đầu tính toán, có nên mạo hiểm xem thế nào không? Nếu nàng có thể giết chết Tôn Bác Văn trước khi bom kích hoạt, nàng sẽ có khả năng sống, nhưng Tôn Bác Văn không những có súng trên tay, nàng còn chẳng biết khí cụ kích hoạt bom của đối phương nằm ở đâu, thậm chí còn không biết sẽ cho nổ bom như thế nào. Vì vậy nàng căn bản không nắm chắc, nếu nàng giết chết Tôn Bác Văn mà bom vẫn nổ, như vậy nàng vẫn khó thể thoát khỏi cái chết. Mộc Hàm, cô có biết vì sao bây giờ tôi còn chưa cho nổ bom không? Tôi nói cho cô biết, tôi muốn để Hạ Thiên tận mắt được thấy tình cảnh cô bị bom nổ chết. Tôn Bác Văn cười lạnh lùng, hắn dùng một tay ghìm súng, tay kia lấy ra một cái điện thoại di động. Bây giờ tôi điện thoại cho hắn, cô có cảm thấy, nếu hắn biết rõ cô sẽ chết lại không thể cứu, như vậy sẽ càng đau khổ không? Có lẽ là vậy. Mộc Hàm thản nhiên nói. Nhưng tôi muốn nhắc nhở anh, nơi đây không có sóng. Cô sai rồi, vừa rồi không có cũng không có nghĩa là bây giờ không có. Tôn Bác Văn nói bằng giọng trào phúng. Chẳng lẽ cô không biết là tôi che tín hiệu sao? Phải không? Mộc Hàm chợt cười cổ quái. Như vậy bây giờ anh nên điện thoại cho chồng tôi, đáng tiếc là với hiểu biết của tôi về cậu ấy, bây giờ cậu ấy đang rất bận, sợ rằng sẽ không tiếp điện thoại của anh, mà tôi cũng muốn chào từ biệt trước khi chết. Cũng không cần cáo biệt. Tôn Bác Văn hừ lạnh một tiếng. Chẳng phải hắn tự xưng là thần y đệ nhất thiên hạ sao? Tôi muốn xem, hắn có cứu được một thi thể nát bấy hay không? Tôn Bác Văn vừa nói vừa điện thoại cho Hạ Thiên, chuông vang lên rất lâu nhưng Hạ Thiên vẫn không nghe máy. Thế nào, có phải chồng tôi rất bận không? Mộc Hàm dùng giọng không nhanh không chậm nói. Xem ra kế hoạch của anh không thể nào thực hiện được rồi, tôi khuyên anh chuẩn bị kích hoạt bom đi thôi, nếu không chút nữa muốn cũng không được. Câm mồm. Vẻ mặt Tôn Bác Văn lúc đỏ lúc trắng, hắn đột nhiên giống lên tức giận với Mộc Hàm. Cô muốn chết sao? Tôi cho cô biết, không dễ dàng như vậy đâu. Anh sai rồi, tôi còn chưa muốn chết. Mộc Hàm lại lắc đầu. Tôi còn trẻ đẹp, còn có tiền, có địa vị, có đàn ông tốt, sao phải muốn chết? Tôn Bác Văn tiếp tục điện thoại, đáng tiếc là Hạ Thiên hình như rất bận, hắn không nhận điện thoại. Hạ Thiên, mau nhận điện thoại cho tao. Tôn Bác Văn đột nhiên giống lên, sự việc tiến triển ngoài kế hoạch, điều này làm hắn gần như điên cuồng. Chương 672, nổ chết chúng nó. Thằng ngu, chú tìm anh sao? Một âm thanh đột nhiên vang lên, ngay sau đó có bóng người lóe lên, bên cạnh Tôn Bác Văn chợt có người xuất hiện, đó là Hạ Thiên. Nếu là ngày xưa Mộc Hàm thấy Hạ Thiên thì sẽ cực kỳ vui sướng, nhưng bây giờ nàng thấy Hạ Thiên thì vẻ mặt chợt biến đổi, nàng hô lớn. Chồng, mau chạy đi. Nơi đây có cải bom. Vợ không cần sợ, người này không thể nào động đậy được nữa. Hạ Thiên lách mình đến bên cạnh Mộc Hàm, hắn chụp lấy tay trái của nàng, sau đó khẽ giật miếng vải ra, cuối cùng hắn lấy ra ngân châm nhanh chóng đâm 10 lần lên vết thương. Chồng, mau rời khỏi đây, tình trạng vết thương của tôi chút nữa hãy chữa cũng không muộn. Mộc Hàm thúc giục có chút lo lắng, chồng nàng quá lớn gan, đến lúc này còn có tâm tư chữa thương cho nàng,
hình như hắn căn bản không biết mình ở vào hoàn cảnh gì. Vợ, tiểu yêu tinh nói thứ kích hoạt bom nằm trên người tên kia, chỉ cần hắn không thể động đậy thì chắc chắn sẽ không thể kích hoạt bom, vì vậy chị không cần phải lo lắng. Hạ Thiên ra vẻ không quan tâm, hắn thu hồi ngân châm, sau đó thuận tay kéo chiếc eo nhỏ nhắn của Mộc Hàm, cuối cùng hắn nhìn Tôn Bác Văn. Vợ, chị nói nên xử lý tên này thế nào? Chồng, chúng ta ra ngoài rồi thương lượng sau. Mộc Hàm có chút bất an. Không cần quan tâm đến hắn, dù sao hắn cũng chỉ sống được vài ngày nữa mà thôi. Vợ, chị nói như vậy tôi mới nhớ, đáng lý ra người này phải chết rồi mới đúng. Hạ Thiên có chút mê hoặc. Vì sao bây giờ hắn vẫn còn sống tốt? Chẳng lẽ y thuật của tôi có vấn đề? Nhưng không đúng, y thuật của mình vẫn là đệ nhất thiên hạ, sẽ không có vấn đề được. Hạ Thiên, mày bia vì sao tao còn sống không? Tôn Bác Văn đột nhiên mở miệng, tuy hắn không thể động đậy nhưng vẫn có thể nói chuyện. Tao sẽ nói cho mày biết, mày cho rằng ở thủ đô không có ai y thuật cao siêu hơn mình sao? Chỗ này còn có người có y thuật cao hơn mày. Thằng ngu, lừa ai vậy? Hạ Thiên dùng ánh mắt khinh thường nhìn Tôn Bác Văn. Chú cho rằng anh thích lừa sao cũng được à? Trên đời này chẳng có người có y thuật cao hơn anh, trước kia không có, sau này cũng không. Anh chính là hạ thần y đệ nhất và độc nhất trên thiên hạ, còn chú, là kẻ ngu ngốc nhất thiên hạ. Tôn Bác Văn hừ lạnh một tiếng. Hạ Thiên, đừng khoác lác, khi mày la lối là thần y đệ nhất thiên hạ, tốt nhất nên đi hỏi Y Tiểu Âm vài lời. Y Tiểu Âm sao? Hạ Thiên có chút mê hoặc. Chú nói đến Y Tiểu Âm, là một trong bốn đóa hoa thủ đô sao? Đúng vậy, là cô ấy, là nữ thần y đệ nhất thủ đô. Y thuật của mày tuy lợi hại nhưng nếu so sánh với cô ấy, đúng là không đáng nhắc tới. Tôn Bác Văn lạnh lùng nói. Mộc Hàm không nhịn được phải mở miệng. Tôn Bác Văn, anh không biết thủ đoạn châm ngòi ly gián của mình quá thấp kém sao? Hạ Thiên có lẽ vẫn chưa hiểu nhưng Mộc Hàm ở bên cạnh đã nhìn ra, Tôn Bác Văn cố ý nói ra tên tuổi của Y Tiểu Âm, rõ ràng đang muốn khơi mào chiến tranh giữa Hạ Thiên và Y Tiểu Âm, rõ ràng mượn đao giết người. Mộc Hàm cũng không hy vọng chồng mình và Y Tiểu Âm có tranh chấp, vì nàng biết sau lưng Y Tiểu Âm có nhiều kẻ giúp sức, tuy chồng chưa hẳn đã sợ những người kia, nhưng nếu vô duyên vô cớ chọc vào phiền phức cũng không đáng. Tao chỉ nói sự thật mà thôi. Tôn Bác Văn vẫn có vẻ rất bình tĩnh. Không tin thì chúng mày có thể đi mà hỏi Y Tiểu Âm. Chồng, đừng chú ý đến hắn, chúng ta mau rời khỏi đây. Mộc Hàm khẽ nói với Hạ Thiên. Tôn Bác Văn đột nhiên quát lên chói tai. Nổ chết chúng nó đi. Mộc Hàm nghe thấy như vậy thì vẻ mặt chợt biến đổi, nàng hô lớn. Chồng, đi mau. Lúc này Hạ Thiên còn phản ứng nhanh hơn, Mộc Hàm còn chưa nói dứt lời thì đã được hắn ôm lấy eo rồi dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra khỏi kho hàng. Đùng. Một tiếng bom nổ vang lên chát chúa. Lúc đầu chỉ có vài tiếng nổ tương đối nhỏ, nhưng sau đó âm thanh ngày càng nhiều, ngày càng lớn. Chỉ trong khoảnh khắc đã có những âm thanh vang lên liên tục. Kho hàng chợt trở nên tan tành, lửa bùng lên tận trời, rất nhiều mảnh vụn bay tứ tán, những luồng khí bùng ra khắp bốn phương tám hướng, luồng lực lượng này đủ để phá hủy tất cả. Bom nổ hơn 3 phút mới hoàn toàn chấm dứt, lần này lực phá hủy có thể nói là cực kỳ khủng bố. Lấy kho hàng làm trung tâm, bốn phía đã là một mớ phế tích, vị trí trước đó là kho hàng chỉ còn lại một hố rộng, ngay cả những tòa nhà công trường ở phương xa cũng bị ảnh hưởng, có hai tòa nhà đang xây dựng bị sụp đổ. Công trường trước đó khá ồn ào chợt trở nên tĩnh lặng, có lẽ công nhân thương vong rất nhiều. Tên ngu ngốc Tôn Bác Văn, đúng là không biết đã chôn vùi bao nhiêu bom. Mộc Hàm đứng cách trung tâm vụ nổ hơn 500 mét, cũng chính là vị trí trước đó nàng đậu xe. Tất nhiên trước đó nàng không phải đứng ở bên trong kia, khoảnh khắc khi bom nổ thì Hạ Thiên đã đưa nàng chạy khỏi kho hàng, sau đó hắn dùng tốc độ chớp giật phóng đi xa, cơ bản tránh được tất cả sóng xung kích của vụ nổ. Có những luồng sóng xung kích căn bản không thể né tránh, Hạ Thiên dùng chân khí chắn bên ngoài, vì vậy dù là hắn hay Mộc Hàm cũng không bị tổn hại, kế hoạch của Tôn Bác Văn lại thất bại thảm hại. Mộc Hàm lúc này vẫn còn chưa hết sợ hãi, rõ ràng Tôn Bác Văn gài bom là chuẩn bị vì Hạ Thiên, nếu không hắn căn bản chẳng đặt nhiều như vậy. Dù là nàng hay người khác thì chỉ cần một phần nhỏ số thuốc nổ như vừa rồi mà thôi, chỉ có Hạ Thiên mới cần khối lượng thuốc nổ lớn như thế. Nếu như tất cả xảy ra theo đúng kế hoạch của Tôn Bác Văn, nếu nàng thật sự thất bại trong tay của chuột số 3 hoặc là Hắc Ám Vương Tử, sau đó Tôn Bác Văn dùng thi thể của nàng để kéo Hạ Thiên đến kho hàng, sau đó lại nổ bom một cách bất ngờ. Khi đó sợ rằng Hạ Thiên cũng khó tránh khỏi một kiếp.
Đáng tiếc là Tôn Bác Văn ngu ngốc bị nổ chết, nếu không tôi đã tự tay xử lý. Hạ Thiên có chút khó chịu, hắn bắt đầu suy nghĩ xem có nên ra tay ác hơn một chút hay không, trực tiếp xử lý đối phương, như vậy không để cho đối phương có cơ hội trả thù. Lần này cũng vì hắn không trực tiếp xử lý Tôn Bác Văn, vì vậy mới có sự kiện lần này. Mộc Hàm đang định nói chuyện thì điện thoại đã vang lên, nàng lấy ra xem, ngay sau đó thì nhận máy. Chị Hàm, chị không sao đấy chứ? Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh lo lắng của Tiểu Yêu Tinh. Chương 673, để máy bay dẫn đường. Chị không sao, chồng cũng không việc gì. Mộc Hàm vội vàng trả lời, nàng có chút trầm ngâm, sau đó lại nói thêm. Đúng rồi, Yêu Yêu, em có thể điều tra tín hiệu phát bom vừa rồi truyền đến từ đâu không? À, các người không có gì là tốt, trước tiên em sẽ kiểm tra, sau đó sẽ trả lời ngay. Tiểu Yêu Tinh cũng yên lòng, sau đó nàng cúp điện thoại. Mộc Hàm suy nghĩ một lúc, sau đó nàng lại tiếp tục điện thoại. Công trường Kinh Giao bị khủng bố tập kích, thương vong nghiêm trọng, lập tức thông báo các ban ngành tương quan đến đây giải quyết hậu quả, sau đó thông báo cho tất cả các thành viên địa tổ, để bọn họ ở căn cứ chờ lệnh. Vâng, tổ trưởng. Đầu dây bên kia lên tiếng. Mộc Hàm cúp điện thoại, sau đó nàng quay đầu nhìn Hạ Thiên. Chồng, sao cậu có thể đến nhanh như vậy? Tôi còn tưởng rằng tối thiểu cậu cũng phải mất một khoảng thời gian nữa mới đến được. Dù dựa theo yêu cầu của chuột số 3 thì Mộc Hàm phải tự mình đến, mà nàng cũng tương đối tự tin, cho rằng không có mấy người uy hiếp được mình, nhưng vì cẩn thận mà nàng vẫn có những chuẩn bị để đề phòng. Vì lo lắng trong địa tổ có kẻ phản bội nên Mộc Hàm không sắp xếp hành động cho các thành viên địa tổ, nàng chỉ yêu cầu sự trợ giúp từ phía Yêu Yêu. Mộc Hàm đặt một thiết bị trên người mình. Sau đó nàng có thể để Yêu Yêu khống chế tất cả những gì phát sinh, nếu nàng không có vấn đề gì thì Yêu Yêu sẽ không làm gì. Nếu nàng gặp nguy hiểm, như vậy Yêu Yêu sẽ trực tiếp tìm sự giúp đỡ, cũng vì vậy mà Hạ Thiên xuất hiện thì Mộc Hàm cũng không quá kinh ngạc, vì khi Yêu Yêu biết nàng gặp phải nguy hiểm thì sẽ điện thoại báo cho Hạ Thiên, sau đó Hạ Thiên nhất định sẽ đến cứu. Điều duy nhất mà Mộc Hàm cảm thấy khó tưởng chính là Hạ Thiên đến quá nhanh, dù sao nơi này cũng khá vắng vẻ. Từ khi nàng bắt đầu gặp nạn đến khi Hạ Thiên chạy đến chưa quá 10 phút, Hạ Thiên lại không biết con đường này, vì vậy nếu có người lái xe đưa đến thì cũng tối thiểu phải mất hơn nửa giờ. Vợ, thật ra đây cũng không phải gọi là nhanh, nếu không phải máy bay chạy chậm, như vậy tôi sẽ đến nhanh hơn. Hạ Thiên trả lời. Máy bay sao? Mộc Hàm ngẩn người. Chồng, cậu nói gì vậy? Sao tôi không thấy máy bay? Có lẽ bay mất rồi. Hạ Thiên ngẩng đầu. Sau đó hắn thuận miệng nói. Nhưng nếu không phải có máy bay dẫn đường thì tôi sẽ không biết chạy đến như thế nào. Máy bay dẫn đường sao? Mộc Hàm chợt ngây người, sau đó nàng cẩn thận hỏi thăm, cuối cùng cũng hiểu. Thì ra khi Yêu Yêu biết có người nổ súng ở kho hàng, nàng lập tức điện thoại cho Hạ Thiên. Khi đó Hạ Thiên đang cùng ăn cơm với Vân Thanh nhưng cũng phóng đi ngay lập tức, chỉ vì hắn không quen thuộc thủ đô nên rất khó khăn, không biết nên đi theo đường nào. Nếu ngồi xe thì thật sự rất chậm với yêu cầu của Hạ Thiên, sau đó Yêu Yêu điều động một máy bay đến đón, nhưng máy bay không trực tiếp đậu xuống ở phụ cận khách sạn, hơn nữa Hạ Thiên cũng biết máy bay đậu lại khá mất thời gian. Cuối cùng hắn cũng có ý nghĩ, hắn muốn trực thăng trực tiếp phóng đi chỉ đường. Trước đó Hạ Thiên đã từng chạy theo máy bay một lần, hắn đã có kinh nghiệm, vì vậy lúc này hắn chạy theo trực thăng cũng không có gì khó. Điều làm hắn cảm thấy không thoải mái chính là trực thăng vẫn có hơi chậm. Căn bản không nhanh bằng hắn. Điều này cũng khó thể trách gì được, người lái máy bay nào biết người bên dưới chạy nhanh như vậy. Vì thế khi bắt đầu thì máy bay cũng không đi nhanh, mãi đến khi tên chỉ huy bị Tiểu Yêu Tinh thúc giục mới bay đi với tốc độ nhanh nhất, nhưng như vậy cũng không nhanh bằng Hạ Thiên. Tất nhiên bọn họ cũng không còn cách nào khác, ngoài cảm khái Hạ Thiên châu chó thì không còn biện pháp nào khác. May mà tốc độ của máy bay như vậy cũng là tương đối nhanh, vì vậy mà Hạ Thiên cũng đến nơi kịp thời và cứu Mộc Hàm. Nếu không Hạ Thiên sẽ đánh rơi chiếc máy bay kia. Sau khi Mộc Hàm biết rõ toàn bộ quá trình cũng không khỏi thầm cảm thấy may mắn, chồng mình quá lợi hại, đây là vận may của nàng, nếu không đêm nay nàng giữ nhiều lành ít. Vợ, chúng ta về thôi. Hạ Thiên lúc này mở miệng nói, nơi đây bị bom nổ tang hoang, căn bản không có gì hay. Chồng, chờ chút nhé, tôi còn có chuyện cần làm. Mộc Hàm dùng giọng nũng nịu nói. Hạ Thiên có chút kỳ quái. Vợ, còn có chuyện gì? Còn chưa xác định, tôi muốn chờ điện thoại của Yêu Yêu. Mộc Hàm khẽ nói, sau đó nàng chỉ cách đó không xa. Chồng,
cậu có thể nhấc xe của tôi lên không? Mộc Hàm chỉ chiếc Audi A7 đã bị sóng xung kích ném đi, tất cả kính chống đạn đều vỡ vụn nhưng thân xe vẫn nguyên vẹn, vì vậy Mộc Hàm biết chiếc xe vẫn còn có thể chạy được. Nhưng nàng không có đủ sức lực để nhấc chiếc xe lên, vì chiếc xe kia đã được làm lại nên nặng hơn những chiếc Audi A7 bình thường rất nhiều. Hạ Thiên đi đến, hắn không mất quá nhiều sức lực đã có thể lật chiếc xe lại. Mộc Hàm mở cửa xe rồi khởi động, sau đó nàng phát hiện chiếc xe này ngoài mất đi lớp kính chống đạn thì tất cả đều không có vấn đề. Tất nhiên nếu nàng muốn cùng chồng, hoạt động, thì không ổn, cần phải lắp kính xe vào cho đàng hoàng mới được. Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Mộc Hàm nhìn qua, thì ra là Yêu Yêu điện thoại đến, vì vậy nàng vội vàng nhận máy. Yêu Yêu, thế nào? Điều tra được gì rồi? Chị Hàm, có Tiểu Yêu tinh em ra tay, sao không kiểm tra ra vấn đề cho được? Yêu Yêu mở lời rất đắc ý. Hi hi, chị Hàm, chị đoán thử xem, tín hiệu kia từ đâu đến? Có liên quan đến Tôn gia sao? Mộc Hàm vội hỏi, đây là vấn đề nàng quan tâm nhất. Chị Hàm, sao chị biết có liên quan đến Tôn gia? Yêu Yêu chợt ngây người, sau đó nàng nói ngay. Cũng không phải chỉ có quan hệ với Tôn gia, tín hiệu phát ra từ khu nhà của Tôn gia. Thật vậy sao? Mộc Hàm thật sự có chút hưng phấn. Như vậy thì quá tốt, chúng ta đã có danh chính ngôn phận. Chị Hàm, chị định làm gì? Yêu Yêu có chút tò mò. Không có gì, chuẩn bị đi bắt một đám người có nghi ngờ tham gia hoạt động khủng bố. Mộc Hàm hời hợt nói một câu. Yêu Yêu, chị cúp điện thoại trước. À, được rồi. Yêu Yêu cũng không quan tâm đến vấn đề này, sau đó nàng cúp điện thoại. Chồng, chúng ta đi thôi. Mộc Hàm đặt điện thoại xuống, sau đó nàng khởi động xe rồi chạy đi như bay. Vợ, chúng ta đi đâu đây? Hạ Thiên mở miệng hỏi. Mộc Hàm suy nghĩ rồi nói. Chồng, tôi phải về căn cứ địa tổ, tối nay tôi sẽ rất bận rộn, không thể giúp cậu, tôi đưa cậu đến chỗ khác nhé. Được, chị đưa tôi đến Tôn gia. Hạ Thiên trả lời ngay. Chương 674, bước đường cùng của Tôn gia. Mộc Hàm chợt sững sờ. Chồng, cậu muốn đến Tôn gia làm gì? À, đến Tôn gia điều tra một chút. Hạ Thiên hời hợt nói. Đám khốn kiếp kia dám gài bom vợ tôi, tất nhiên tôi sẽ cho bọn họ biết tay. Hạ Thiên nói đến đây thì quay đầu nhìn Mộc Hàm. Đúng rồi, vợ, chị có biết gài bom không? Hoặc có nguyên liệu không? Tôi gài một đợt bom lớn, sẽ đánh bay đám Tôn gia khốn kiếp. Khoảnh khắc này Mộc Hàm không biết nên nói gì, nàng thật sự không ngờ chồng mình muốn đến gài bom Tôn gia. Vợ, chị không biết gài bom sao? Khi thấy Mộc Hàm không nói lời nào thì Hạ Thiên không khỏi thất vọng. Nếu không gài bom nổ tung Tôn gia, như vậy tôi cũng chỉ còn cách đập nát nhà Tôn gia. Chồng, tôi biết gài bom. Cuối cùng Mộc Hàm đã phục hồi tinh thần lại. Nhưng chúng ta không thể gài bom Tôn gia, cũng không thể phá nhà Tôn gia. Hạ Thiên có chút mê hoặc. Vì sao không được, bọn họ có thể gài bom chúng ta, vì sao chúng ta không làm gì được bọn họ? Chồng, thời điểm bây giờ rất đặc biệt, nếu còn phát sinh sự kiện nổ bom sẽ rất mẫn cảm. Hơn nữa trước đó không lâu cậu đã phá tan nhà của Lý gia, bây giờ nếu cậu phá tan nhà của Tôn gia, sự việc này rơi vào tai của thượng cấp thì sẽ có phiền phức lớn. Trở thành phần tử khủng bố cũng không sao, dù sao tôi cũng không sợ. Hạ Thiên chẳng quan tâm. Mộc Hàm có chút bất đắc dĩ, chồng nàng gần đây không sợ trời sợ đất, hắn thật sự không sợ bị người ta cho là phần tử khủng bố. Mộc Hàm suy nghĩ một chút rồi nói thêm. Chồng, tôi biết cậu không sợ. Nhưng vấn đề này sẽ được Mị Nhi xử lý, khi đó nếu có gì đó thì phiền toái lớn. Như vậy sao? Hạ Thiên có chút buồn rầu, hắn không muốn gây ra phiền toái cho vợ. Gần đây hắn thường giải quyết phiền toái cho vợ, nhưng nếu hắn cứ bỏ qua cho Tôn gia như vậy, hắn cũng không muốn. Nhưng, vợ này, đám ngu ngốc Tôn gia kia dám gài bom chúng ta, chẳng lẽ chúng ta bỏ qua sao? Nếu không thì tôi dùng biện pháp khác xử lý bọn họ nhé. Chồng! Điều này cậu cũng không cần phải lo lắng, lần này Tôn gia đối phó với chúng ta vì ân oán cá nhân, nhưng phạm vi hoạt động lần này là khá lớn, nhất định sẽ ảnh hưởng đến cả thủ đô. Lần này có nhiều công nhân bị thương vong, tôi đã nói sự việc này là khủng bố tập kích, Yêu Yêu cũng đã chứng thực sự kiện này, tín hiệu kích hoạt bom đến từ Tôn gia, vì vậy Tôn gia khó tránh khỏi tội danh khủng bố. Chỉ cần dựa vào điểm này thì tôi có thể làm cho Tôn gia suy sụp. Mộc Hàm tin tưởng 10 phần. Sự việc đã đến nước này thì nàng dứt khoát chơi lớn,
lát nữa nàng sẽ dẫn theo các thành viên địa tổ tập kích Tôn ra, sẽ bắt một nhóm người. Mộc Hàm tin, sau khi sự kiện lần này xảy ra, lực ảnh hưởng của Tôn ra với địa tổ sẽ hoàn toàn bị loại trừ, mà địa vị của nàng ở địa tổ cũng cực kỳ vững chắc. Được rồi, nếu đã như vậy thì tôi sẽ không gài bom Tôn ra. Hạ Thiên cuối cùng cũng đồng ý, hắn để Mộc Hàm hành động theo kế hoạch của nàng. Hạ Thiên không quay về khách sạn Vạn Hào mà theo chân Mộc Hàm về căn cứ địa tổ, lúc này tất cả thành viên địa tổ đều đã tập trung lại, cả đám võ trang đầy đủ, bất cứ lúc nào cũng có thể hành động. Mộc Hàm vừa mới xuống xe thì đã thấy bóng người lóe lên, một người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện trước mặt nàng, là Mỹ Nhi. Vợ Mỹ Nhi, chị cũng có mặt ở đây sao? Hạ Thiên bắt chuyện với Mỹ Nhi. Mộc Hàm, tôi đã biết sự việc. Mỹ Nhi không quan tâm đến Hạ Thiên. Nàng chỉ nhanh chóng nói với Mộc Hàm. Cô ở lại căn cứ để Hạ Thiên chữa thương, tối sẽ xuất lĩnh thiên tổ và địa tổ đến Tôn gia. Cô không cần lo, lần này Tôn gia sẽ không có may mắn, bọn họ sẽ không thể chạy thoát. Nhưng vết thương của tôi... Mộc Hàm muốn nói với Mị Nhi là vết thương của mình đã được chữa trị. Mộc Hàm, cô là tổ trưởng địa tổ, cô bị thương nặng thì tình huống càng thêm nghiêm trọng, cô nên biết rõ điều này. Mị Nhi khẽ nói. Lần trước Tôn Bác Văn thiếu chút nữa đã giết tôi mà không chịu thừa nhận, lần này coi như cô giúp tôi, bọn họ có thể đùa giỡn với chúng ta cũng có thể làm cho bọn họ khốn khổ, tôi muốn cho Tôn gia khó thể nào gắng gượng được. Mộc Hàm lập tức hiểu ra, nàng không nói gì mà trực tiếp ngã vào lòng Hạ Thiên, nhìn qua có vẻ giống như hôn mê. Mộc Hàm, cô không sao đấy chứ? Mị Nhi chợt hô lên kinh hoàng, nàng dùng giọng lo lắng nói với Hạ Thiên. Cậu đưa cô ấy về phòng. Chữa thương cho cô ấy. Được, vợ Mị Nhi, tôi biết rồi. Hạ Thiên ôm Mộc Hàm nhanh chóng bỏ đi, hắn biết Mộc Hàm chỉ giả vờ mà thôi, nhưng hắn cũng không vạch trần. Hành động! Mị Nhi hét lên, sau đó nàng dẫn hơn 100 người rời khỏi khu căn cứ, đoàn người phóng về phía Tôn gia. Tối nay cả thủ đô chợt chấn động, một công trường bị khủng bố, điều này làm lòng người chấn động, cũng kinh động rất nhiều cán bộ cao tầng ở thủ đô. Rõ ràng Tôn Bác Văn chỉ muốn gài bom hại chết Hạ Thiên, nhưng hắn quên mất những hậu quả sẽ phát sinh. Thời điểm này gần đến Quốc Khánh, thủ đô nếu phát sinh sự kiện như vậy, hơn nữa còn thương vong lớn, tất nhiên sẽ tạo ra kinh động. Tối nay Thiên Tổ và Địa Tổ sử dụng quân tinh nhuệ, đồng thời cũng điều động vài trăm cảnh sát, hễ là nhân viên có liên quan đến Tôn gia đều bị bắt, những nhân vật quan trọng của Tôn gia phần lớn đều bị Thiên Tổ và Địa Tổ khống chế. Những người không quá quan trọng thì bị cảnh sát đưa đi. Rõ ràng đây là chấn động lớn ở thủ đô, vụ nổ bom vừa rồi đã làm cho Tôn gia thuộc tứ đại gia tộc ở thủ đô bị bắt sạch sẽ. Nhớ không lâu trước đó Lý gia đã suy sụp, bây giờ nhìn Tôn gia, mọi người chợt sinh ra cảm giác bất an. Nghe nói tối qua nhiều gia tộc nhỏ ở thủ đô đã triệu tập hội nghị với các nhân viên hạch tâm, yêu cầu bọn họ thông báo cho tất cả thành viên gia tộc phải an phận, ngàn vạn lần không sinh ra phiền phức, không ai muốn rơi vào kết cục như Tôn gia và Lý gia. Hầu như tất cả mọi người đều suy xét một vấn đề, tứ đại gia tộc ngày xưa ở thủ đô bây giờ chỉ còn hai, như vậy sau này ai sẽ bổ sung? Hay là căn bản không có gia tộc nào bổ sung, sau này chỉ có hai gia tộc, thậm chí chỉ có một đại gia tộc đứng đầu? Nếu sau này thật sự chỉ có một đại gia tộc đứng đầu thì rõ ràng chỉ có thể là Triệu gia, đám người có ý nghĩ đó cũng suy đoán, không biết Tiền gia có theo chân Lý gia và Tôn gia, có bị hủy trong một đêm hay không? Tất cả gia tộc nhỏ ở thủ đô đều có suy đoán, nhưng có một vấn đề bọn họ đều hiểu, đó là thủ đô đang loạn. Có một số người ý thức được vấn đề, sở dĩ thủ đô loạn như vậy cũng vì một người căn bản không phải người thủ đô, là một tên thanh niên khốn nạn, cái chó má gì là Hạ Thần Y, đây là một tên khốn đã cướp mất một đóa hoa trong bốn đóa hoa thủ đô. Chương 675, nổi phiền não của Vân Thanh. Người này không phải đến thủ đô cứu người, căn bản là đến để hại người. Hầu như phần lớn mọi người đều có ý nghĩ này, tên kia tự xưng là thần y đệ nhất thiên hạ, nhưng ngoài lúc ban đầu chữa bệnh miễn phí cho vài trăm người ở bệnh viện nhân tâm thì hầu như chẳng chữa cho ai. Bây giờ thủ đô bị hắn làm cho rối loạn, nghe nói người chết dưới tay hắn cũng không phải ít. Rõ ràng ý nghĩ của đám người này căn bản không sai lầm, nhưng cũng không hoàn toàn chính xác. Hạ Thiên đến thủ đô thật sự là vì cứu người, nhưng hắn chỉ đến cứu vợ mình, hắn cũng muốn xử lý đám người muốn hại vợ và mình. Tối hôm nay cả thủ đô chấn động vì sự kiện của Tôn gia, lúc đó Hạ Thiên và Mộc Hàm cũng liên tục chấn động trên giường. Trên danh nghĩa thì tối nay Hạ Thiên chữa bệnh cho Mộc Hàm,
thực tế Mộc Hàm bị trọng thương lại không biết lấy đâu ra sức lực rất tốt, liên tục vận động và run rẩy trên giường. Tuy tối qua có chuyện lớn phát sinh nhưng ngày hôm sau thủ đô vẫn như thường, tối qua đám dân thủ đô nghe thấy tiếng nổ lớn nhưng lại chẳng biết cụ thể là thế nào, thậm chí báo đài và các diễn đàn tương quan không có bất kỳ thông tin nào. Khách sạn Vạn Hào, Vân Tiểu Đông đã thức giấc. Mẹ, mẹ, sáng rồi, dậy thôi. Vân Tiểu Đông kéo Vân Thanh còn đang ngủ, nàng muốn đánh thức mẹ. Vài phút sau Vân Thanh cuối cùng cũng tỉnh ngủ, nàng còn chưa mở mắt, giọng nói có chút mơ hồ. Tiểu Đông, đừng làm rộn, để mẹ ngủ một lát, mẹ vẫn còn rất buồn ngủ. Mẹ, không thể tiếp tục, chúng ta cần phải đi gửi tiền, nếu không người ta cướp mất thì sao? Chú xấu xa cũng không biết đã chạy đi đâu rồi. Vân Tiểu Đông dùng giọng giòn tan nói, đến bây giờ nàng vẫn còn băn khoăn về số tiền kia, cũng không biết sau này nàng có trở thành tài nữ hay không. Vân Thanh bất đắc dĩ mở mắt, nàng ngồi dậy mà còn cảm thấy rất buồn ngủ, vì vậy mà trong lòng không khỏi thầm mắng Hạ Thiên, sắc lang chết tiệt, đúng là tai họa. Sự việc ngoài ý muốn phát sinh ngày hôm qua làm Vân Thanh nghĩ mãi mà không rõ, nàng không biết vì sao mình lại để mặc cho Hạ Thiên thích làm gì thì làm. Nàng cảm thấy hắn đã dùng y thuật để động tay động chân lên người mình, nhưng vấn đề là nàng nghĩ lại tình cảnh trước đó, trong lòng lại không sinh ra cảm giác chán ghét và sợ hãi, thậm chí nàng còn hoài niệm cảm giác chưa từng có trước kia. Điều này làm cho Vân Thanh cảm thấy, dù tên kia thật sự động tay động chân lên người nàng, nhưng sự thật chứng minh tên kia thật sự có thể chữa tốt bệnh trạng cho nàng. Hắn thật sự có thể làm cho nàng không sợ hãi đàn ông, ít nhất là không sợ hắn, như vậy sẽ không chán ghét những hành vi thân mật. Vân Thanh nghĩ đến vấn đề mình và Hạ Thiên đã làm ra những hành động trước đó mà trong lòng cảm thấy rất bức bối, nàng không biết sau này nên làm gì. Trước nay nàng cũng biết rõ ý đồ của Hạ Thiên, nhưng trước đó nàng không thích đàn ông, cũng không động tâm với Hạ Thiên, hơn nữa hắn lại nhỏ tuổi hơn nàng, vì vậy nàng căn bản cảm thấy giữa hai người không có khả năng. Nhưng ngày hôm qua hai bên thiếu chút nữa đã phát sinh quan hệ, thực tế thì trong mắt Vân Thanh cảm thấy những hành động hôm qua chỉ nên làm với người đàn ông thân mật nhất. Người khác là không nên. Điều này làm cho nàng cảm thấy phiền não, chẳng lẽ sau này mình thật sự là tình nhân của Hạ Thiên? Trong lòng Vân Thanh không muốn như vậy, tuy nàng không biết quá rõ về Hạ Thiên nhưng vẫn có một số chuyện biết rất rõ, đó chính là hắn rất lăng nhăng, có rất nhiều phụ nữ. Nàng còn nhớ rõ, trước kia hắn từng nói nàng là vợ bé số 9, dù nàng thật sự không chán ghét đàn ông, nàng cũng không muốn ở bên cạnh một người đàn ông như vậy. Nhưng Vân Thanh nghĩ đến tình huống tối qua mình không kháng cự lại những hành vi thân mật với Hạ Thiên, nàng cảm thấy nghi ngờ, nếu hắn thật sự có hành vi như vậy một lần nữa, nàng có biện pháp kháng cự sao? Ngày hôm qua vì Tiểu Đồng gặp phải chuyện không may mà kinh động Hạ Thiên, vì vậy mà hắn bỏ lỡ giữa chừng, sau đó lúc dùng cơm tối lại nhận được điện thoại và vội vàng bỏ đi, vì vậy nàng mới thoát khỏi một kiếp. Nhưng hôm nay và ngày sau hắn xuất hiện trước mặt nàng, liệu nàng có thể như ngày hôm qua, mặc sức quan hệ với hắn sao? Tối qua sau khi Hạ Thiên bỏ đi thì Vân Thanh hầu như cả đêm đều nghĩ về vấn đề này, vì thế mà cả đêm nàng hầu như không ngủ, mãi đến sáng sớm mới miễn cưỡng được một chút, nhưng nàng lại bị Vân Tiểu Đông đánh thức. Lúc này Vân Tiểu Đông rất nhớ thương 10 triệu tiền mặt của Hạ Thiên, điều này làm cho Vân Thanh chợt sinh ra xúc động muốn mắng Hạ Thiên. Tên này thật đáng ghét, không chỉ làm hại nàng tối qua ngủ không ngon, hơn nữa còn làm nàng bây giờ chẳng thể ngủ được nữa. Mẹ, mau thức dậy đánh răng rửa mặt. Chúng ta đi gửi tiền. Vân Tiểu Đông lúc này lại thúc giục. Được rồi, mẹ đi rửa mặt. Vân Thanh biết mình chẳng thể nào ngủ được nữa, vì vậy mà nàng quyết định đi rửa mặt cho Thanh tỉnh trở lại. Vài phút sau, Vân Thanh đánh răng rửa mặt xong và rời khỏi nhà vệ sinh. Lúc này nàng phát hiện Vân Tiểu Đông đang điện thoại cho ai đó, vì vậy nàng vội hỏi. Tiểu Đông, con điện thoại cho ai vậy? Chú xấu xa. Vân Tiểu Đông trừng mắt nói. Vân Thanh lập tức nôn nóng. Con điện thoại cho cậu ta làm gì? Mẹ, tất nhiên là gọi chú xấu xa đến đi gửi tiền với chúng ta, nếu không chúng ta đi gửi tiền và gặp cướp thì biết phải làm sao? Vân Tiểu Đông rất có lý do. Tiểu Đông, không thể cướp tiền của người ta, con không cần điện thoại cho cậu ta, chúng ta tự đảm nhiệm chức vụ đi. Vân Thanh bất đắc dĩ nói. Hạ Thiên muốn đưa tiền cho Vân Thanh, Vân Tiểu Đông ở bên cạnh lại rất muốn tiền. Điều này làm cho Vân Thanh không biết làm gì hơn. Vì vậy nàng quyết định không làm gì, trước tiên đi gửi tiền vào ngân hàng, sau này trả lại cho Hạ Thiên cũng được, nếu không mang nhiều tiền mặt như vậy đi ra ngoài cũng rất nguy hiểm. Nhưng, mẹ, con đã điện thoại cho chú xấu xa rồi.
Vân Tiểu Đông trừng mắt nói, vẻ mặt vui sướng. Chú xấu xa nói sẽ đến ngay, bảo chúng ta chờ ở đây. Vân Thanh lập tức sinh ra cảm giác muốn ngất xỉu, trời ạ, bây giờ nàng rất sợ gặp mặt Hạ Thiên, nhưng con gái lại tự dẫn sói về nhà, trực tiếp gọi Hạ Thiên đến ăn mẹ mình. Phòng kẻ ngay khó phòng kẻ gian, đây tuyệt đối không giả, bây giờ Vân Thanh sinh ra một loại cảm giác, mình bị đứa bé 5 tuổi đầu là Vân Tiểu Đông này bán đi. Thôi được, chúng ta đi dùng điểm tâm. Đến bây giờ Vân Thanh đã không còn lựa chọn, nàng chỉ có thể làm việc thuận theo tự nhiên. Mẹ, không chờ chú xấu xa đến dùng cơm sao? Vân Tiểu Đông lại dùng giọng giòn tan hỏi. Vân Thanh lại buồn bực, trời ạ, tiểu nha đầu này rõ ràng đã bị Hạ Thiên mua mất rồi. Chương 676, gặp lại Tạ Hiểu Phong. Vân Thanh không nghĩ sẽ đợi Hạ Thiên, nàng cũng không muốn Vân Tiểu Đông biết mình không muốn đợi Hạ Thiên, vì vậy nàng suy nghĩ rồi nói. Tiểu Đông, không bằng chúng ta vừa ăn điểm tâm vừa đợi nhé. Nhưng chú xấu xa không tìm thấy chúng ta thì sao? Vân Tiểu Đông nghiêng đầu hỏi. Yên tâm đi, cậu ta có thể tìm đến. Vân Thanh vội vàng nói, trong lòng cũng thầm nghĩ, nàng ước gì Hạ Thiên không tìm thấy chỗ này. Mẹ, con phải điện thoại cho chú xấu xa mới được. Vân Tiểu Đông vẫn chưa yên tâm, nàng cũng không quan tâm Vân Thanh có đồng ý hay không mà điện thoại cho Hạ Thiên. Chú xấu xa, là cháu đây, cháu và mẹ xuống dưới lầu ăn sáng, chú có gì cứ trực tiếp xuống nhà hàng bên dưới, được rồi, bye bye. Vân Thanh hoàn toàn không còn gì để nói, chỉ cần nhìn tình cảnh bây giờ thì nàng biết sau này dù mình chạy đi đâu cũng khó tránh khỏi Hạ Thiên, ai bảo nàng mang theo bên cạnh một siêu cấp gián điệp như Vân Tiểu Đông. Đến bây giờ Vân Thanh cũng không còn có ý nghĩ tránh né Hạ Thiên, nàng vội nói. Đi thôi, ăn sáng. Vân Thanh dùng một tay kéo Vân Tiểu Đông, tay còn lại đóng cửa phòng. Nhưng vừa mới ra khỏi cửa thì Vân Thanh chợt hoảng sợ, vì trước mặt nàng xuất hiện 3 người đàn ông, khi nhìn thấy nàng thì bọn họ lại khom lưng cúi đầu với bộ dạng cực kỳ cung kính. Chào Vân Tiểu Thư. Tên đàn ông đi đầu vẫn còn rất trẻ, chỉ hơn 20, mặc trang phục hàng hiệu, cách ăn mặc khá nhã nhặn. Nhưng Vân Thanh là luật sư, ánh mắt của nàng cũng không kém, chỉ cần liếc mắt đã biết đối phương là lưu manh. Hai người đàn ông theo phía sau khá lớn tuổi, đều hơn 30, thân hình cao lớn khôi ngô, mặc tây trang đeo kính râm, nhìn qua có vẻ là vệ sĩ. Anh là ai? Vân Thanh chợt sững sờ, dù là ai mở cửa phòng mà nhìn thấy 3 người đàn ông đứng trước mặt, hơn nữa lại là người xa lạ thì đều kinh ngạc. Nhưng 3 người này rất cung kính với Vân Thanh. Vì vậy nàng cũng không có ý nghĩ hoảng sợ. Vân Tiểu Thư, tôi là Tạ Hiểu Phong, chúng tôi vâng lệnh Thiên Ca đến bảo vệ chị. Người đàn ông trẻ tuổi nói. Thiên Ca. Trong cặp mắt sắc xinh đẹp của Vân Thanh chợt lóe lên cái nhìn kinh ngạc. Cậu nói đến Hạ Thiên sao? Đúng vậy, chính là Thiên Đại Ca. Tạ Hiểu Phong gật đầu. Tối qua Thiên Ca tạm thời có việc cần phải đi xử lý, vì lo lắng cho vấn đề an toàn của mọi người nên ra lệnh cho chúng tôi đến bảo vệ. Chúng tôi không dám quấy rầy Vân Tiểu Thư, vì vậy tôi qua chỉ biết đứng ngoài trông coi. Vân Thanh chợt ngẩn ngơ. Các anh đứng ngoài cả buổi tối sao? Đúng vậy, đây là việc chúng tôi phải làm. Tạ Hiểu Phong vội vàng gật đầu, sau đó hắn chủ động hỏi thăm. Vân Tiểu Thư, chị muốn ra ngoài sao? Chúng tôi có xe ở bên dưới, dù chị muốn đi đâu, chúng tôi có thể đưa chị đi. À, không cần, chúng tôi chỉ xuống dưới lầu ăn sáng mà thôi. Vân Thanh chợt cảm thấy có chút quái dị, nàng thật sự không ngờ, chính mình sẽ có ngày được đãi ngộ thế này, đi ra ngoài cũng có vệ sĩ theo sau bảo vệ. Tạ Hiểu Phong phất tay, lúc này lối nhỏ nơi hành lang có 2 tên bảo vệ đi đến. Lúc này Vân Thanh chợt sinh ra cảm giác được sủng ái mà kinh hoàng, Hạ Thiên tìm ra nhiều người như vậy để bảo vệ nàng sao? Hai người các anh ở đây canh cửa, đừng cho người tùy tiện ra vào, còn các anh theo tôi cùng Vân Tiểu Thư xuống nhà hàng. Tạ Hiểu Phong phân phó vài câu, sau đó hắn cung kính nói với Vân Thanh. Vân Tiểu Thư, chúng ta sang thang máy bên kia. À, được. Vân Thanh khẽ gật đầu, nàng quả thật có chứng bệnh sợ bị giam cầm, nhưng thật ra căn bệnh đó cũng không tính là nghiêm trọng, bình thường nàng đi thang máy cũng không có vấn đề. Chẳng qua ngày hôm đó thang máy hư, hơn nữa trước đó nàng quá căng thẳng, vì vậy mà hoảng loạn. Dưới sự bảo vệ của Tạ Hiểu Phong và 4 tên vệ sĩ, Vân Thanh mang theo Vân Tiểu Đông và Lê An xuống nhà hàng bên dưới. Vân Tiểu Thư, các chị cứ ngồi, muốn ăn gì cứ việc phân phó, chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt. Tạ Hiểu Phong mở miệng nói. Vân Thanh khẽ gật đầu,
Tuy nàng còn có chút mơ hồ nhưng cũng không nói gì, dù sao chút nữa Hạ Thiên cũng sẽ đến, lúc đó muốn biết gì cứ hỏi là được. Cho tôi một ly cà phê, đậm một chút. Vân Thanh mở miệng nói, sau đó nàng hỏi Vân Tiểu Đông và Lê An. Ăn gì nào? Vân Tiểu Đông cũng không khách khí, nàng gọi vài món mình thích, còn vấn đề có ăn hết hay không, điều này không đáng quan tâm. Tạ Hiểu Phong rõ ràng làm việc khó thể chê, hắn nhanh chóng đem đến mọi thứ, sau đó cung kính đứng bên cạnh. Vân Thanh uống cà phê, trạng thái tinh thần khá tốt, sau đó nàng không nhịn được phả hỏi. Các anh không ăn sao? Vân Tiểu Thư, chị không cần quan tâm đến chúng tôi. Tạ Hiểu Phong vội vàng nói. Chú Tạ Hiểu Phong, chú là thủ hạ của chú xấu xa sao? Vân Tiểu Đông lúc này cũng không nhịn được hiếu kỳ, nàng mở miệng hỏi. Tạ Hiểu Phong có chút ngây ngốc, chú xấu xa là ai? Khi Tạ Hiểu Phong đang định hỏi thì Vân Tiểu Đông đột nhiên kêu lên vui sướng. Chú xấu xa, chú đến rồi. Tạ Hiểu Phong vội vàng xoay người, hắn thấy Hạ Thiên, lúc này mới hiểu ra, thì ra chú xấu xa trong lời nói của Vân Tiểu Đông chính là Hạ Thiên. Thiên ca, anh đã đến. Tạ Hiểu Phong tranh thủ chào hỏi, sau đó bốn tên vệ sĩ cũng cúi đầu. Thiên ca. Tình cảnh này làm cho đám người trong nhà ăn dùng ánh mắt quái dị nhìn Hạ Thiên, tên thanh niên có bộ dạng bình thường kia là đại ca giang hồ sao? Là chú sao? Hạ Thiên nhớ rõ Tạ Hiểu Phong, trong thủ đô đám người để Hạ Thiên phải nhớ cũng không nhiều, nhưng Tạ Hiểu Phong là một trong số đó. Thiên ca, tối qua Hằng ca không có mặt ở thủ đô, vì vậy không thể về ngay, em phải đưa người đến bảo vệ Vân Tiểu Thư. Tạ Hiểu Phong vội vàng giải thích. Hôm qua sau khi Hạ Thiên nhận được điện thoại của Tiểu Yêu Tinh thì lập tức đi cứu Mộc Hàm, sau đó hắn điện thoại cho Bạch Tiểu Lỗi, để người này phái người đi bảo vệ Vân Thanh. Hôm qua sinh ra sự kiện cướp bóc, vì vậy Hạ Thiên có chút lo lắng. Bạch Tiểu Lỗi lúc đó đã điện thoại cho Nhâm Trung Hằng, để người này phái vệ sĩ tốt nhất ra bảo vệ Vân Thanh. Nhâm Trung Hằng lại giao việc cho Tháp, bây giờ Tạ Hiểu Phong là tâm phúc của Nhâm Trung Hằng, địa vị tăng mạnh. Trong hội ngoài Bạch Tiểu Lỗi và Nhâm Trung Hằng thì hắn coi như là nhân vật số 3. Vì vậy mà một, Lưu Manh có lý tưởng, như Tạ Hiểu Phong cuối cùng cũng là đại ca, là đại Lưu Manh. Tạ Hiểu Phong biết rõ tất cả mọi thứ của mình đều là Hạ Thiên ban cho, vì vậy hắn đưa người đi bảo vệ người phụ nữ của Hạ Thiên cực kỳ cẩn thận, toàn tâm toàn ý, không dám chậm trễ. Vân Thanh cuối cũng xác định Tạ Hiểu Phong là thủ hạ của Hạ Thiên, xem ra người này cũng như khi còn ở Giang Hải, vẫn thông hiểu Hắc Bạch Đạo. Bây giờ nàng rơi vào miệng hắn, coi như xương cũng không còn. Chương 677, tủ quần áo của ngôi sao. Chị Vân Thanh, tối qua không có người gây phiền toái cho chị đấy chứ? Hạ Thiên ngồi xuống bên cạnh Vân Thanh, hắn dùng giọng quan tâm hỏi. Vân Thanh có chút chần chừ, cuối cùng lắc đầu nói. Không có. Lúc này Hạ Thiên mới quay đầu khen ngợi Tạ Hiểu Phong một câu. Này, xem ra chú làm việc khá tốt. Cảm ơn Thiên ca. Tạ Hiểu Phong vội vàng nói. Chú xấu xa, tối qua mẹ ngủ không ngon, có thể là nhớ chú. Vân Tiểu Đông lúc này lại nói một câu. Vân Thanh lập tức bị tiểu tử kia chọc tức, nàng hận không thể lấp đầy miệng Vân Tiểu Đông bằng bánh bao hấp, đây không phải có thêm một kẻ làm loạn sao? À, không sao, chị Vân Thanh, chút nữa chúng ta có thể ngủ bù, thật ra tối qua tôi cũng ngủ không ngon. Hạ Thiên chẳng quan tâm. Tối qua Hạ Thiên liên tục lăn lộn với Mộc Hàm, nếu không leo lên người thì cũng để nàng ở bên trên, tóm lại là cả đêm không ngủ. Mãi đến sáng hai người mới buông nhau ra, hắn định ngủ nửa ngày, không ngờ Vân Tiểu Đông điện thoại đến, vì vậy hắn khó thể ngủ. Tôi không nói lát nữa sẽ đi ngủ. Vân Thanh tức giận nói, nàng cũng không ngốc, nếu cùng đi ngủ chẳng khác nào chui đầu vào lưới, nàng tự mình tắm rửa sạch sẽ lên giường chờ đợi sao. Đúng vậy, chú xấu xa, chúng ta phải đi gửi tiền. Vân Tiểu Đông đón lời. Để bọn họ đi gửi là được. Hạ Thiên chỉ vào Tạ Hiểu Phong. Thôi thì tự mình đi, vừa lúc tôi muốn đến ngân hàng làm chút chuyện. Vân Thanh vội vàng nói. Như vậy cũng được. Hạ Thiên cũng không gắng gượng, bây giờ hắn có chút mệt mỏi, trước tiên đến ngân hàng cũng không có vấn đề. Hạ Thiên còn chưa ăn sáng, vì vậy hắn cũng bắt đầu tham gia bữa ăn, sau đó xách dương tiền ra ngoài, theo Vân Thanh ra ngân hàng. Những năm nay muốn có 10 triệu tiền mặt cũng không dễ, nhưng nếu muốn gửi 10 triệu thì rất đơn giản, ngân hàng nào cũng muốn cướp. Vì vậy mà lúc này Vân Thanh được ngân hàng coi như là khách quý, có nhân viên giúp nàng từ A đến Z. Sau khi gửi tiền xong thì Hạ Thiên muốn quay về ngủ,
Vân Thanh dù lúc này rất buồn ngủ nhưng lại không chịu quay về, nàng quyết định đưa Vân Tiểu Đông đến trung tâm thương mại, giúp nàng mua quần áo. Điều này làm cho Hạ Thiên cảm thấy buồn bực, hắn tiếp tục đi dạo với Vân Thanh hay tự mình quay về ngủ. Khi Hạ Thiên đang khó xử thì điện thoại vang lên, xem qua thì số đó là của bạn gái Quan Đình của Tiền Đa Đa, vì vậy hắn nhận điện thoại ngay. Hạ Thần Y, bây giờ cậu có rảnh không? Quan Đình dùng giọng khách khí hỏi. Không rảnh. Hạ Thiên trực tiếp nói hai chữ. Quan Đình chợt ngẩn ngơ, vài giây sau nàng mới tiếp tục hỏi. Hạ Thần Y, khi nào thì cậu rảnh? Không biết. Hạ Thiên thuận miệng nói. Nhưng, Hạ Thần Y, bệnh tình của Đa Đa. Quan Đình có chút lo lắng. Đừng lo, trước khi anh ta chết thì tôi sẽ rảnh. Hạ Thiên lười biếng nói. Vâng, được rồi, cảm ơn Hạ Thần Y. Quan Đình bất đắc dĩ cúp điện thoại. Thôi được, tôi đi ngủ trước, sau đó chữa bệnh cho Tiền Đa Đa. Hạ Thiên vẫn còn nhớ 30 tỷ, đó là số tiền phải lấy cho bằng được. Hạ Thiên quyết định như vậy thì để cho Tạ Hiểu Phong tiếp tục đưa vệ sĩ theo bảo vệ cho mẹ con Vân Thanh đi dạo phố, hắn thì về khách sạn ngủ một giấc. Vân Thanh tất nhiên là đồng ý ngay, nàng rõ ràng cầu còn chưa được. Đám người Vân Thanh bỏ đi rất nhanh, Hạ Thiên cũng xoay người chuẩn bị về khách sạn, nhưng vừa được vài bước thì điện thoại đã vang lên. Ai vậy? Hạ Thiên rất mất hứng, vì đây là số lạ, không biết là ai, tất nhiên hắn sẽ không khách khí. Là tôi. Đầu dây bên kia truyền đến một âm thanh quen thuộc, rất dễ nghe, điều này làm cho Hạ Thiên đang dã rời phải chấn động. Vợ Mị Mị, là chị sao? Hạ Thiên lập tức vui sướng trở lại. Chị đang ở đâu? Cậu có rảnh không? Người điện thoại đến là Tống Ngọc Mị, nàng không trả lời vấn đề của Hạ Thiên, chỉ hỏi một câu. Vợ Mị Mị có nhớ tôi không? Hạ Thiên cười hì hì nói. Nếu chị nhớ tôi sẽ đến. Tuy bây giờ Hạ Thiên rất buồn ngủ, tuy hắn rất muốn về ngủ và sau đó sẽ đi kiếm tiền, nhưng vấn đề theo đuổi vợ ép chết vấn đề ngủ và kiếm tiền. Vì vậy Quan Đình điện thoại đến thì hắn nói là không rảnh, nhưng bây giờ người điện thoại là Tống Ngọc Mị, không rảnh cũng phải rảnh. Không phải tôi đã nói với cậu rồi sao? Tôi có một người bạn, sức khỏe không tốt, nếu cậu có rảnh thì đến giúp cô ấy, bây giờ tình huống của cô ấy có chút nghiêm trọng. Dù giọng nói của Tống Ngọc Mị rất dễ nghe nhưng lại luôn làm người ta sinh ra cảm giác nhạt nhẽo. Hạ Thiên suy nghĩ rồi đồng ý. Được rồi, bây giờ tôi sẽ qua, vợ Mị Mị, bạn chị ở đâu? Ở đường Trung Sơn có một shop thời trang, gọi là tủ quần áo của ngôi sao, nếu cậu không biết thì cứ ngồi taxi là đến nơi, tài xế taxi sẽ biết. Tống Ngọc Mị trả lời. Được, vợ Mị Mị chờ một chút, tôi sẽ đến ngay. Hạ Thiên đồng ý. Sau đó hắn cúp điện thoại rồi đón taxi. Hơn 10 phút sau Hạ Thiên đã đến mục đích, tủ quần áo của ngôi sao chính là một shop quần áo cũng không quá lớn, mặt tiền chỉ là vài chục mét, bên trong có một gian phòng mười mấy mét, công lại cũng hơn 100 mét vuông. Hạ Thiên vừa vào cửa đã thấy Tống Ngọc Mị, nàng vẫn mặc cổ trang nhưng lúc này lại làm Hạ Thiên sững sờ, vì lần này nàng mặc cổ trang màu trắng, nàng mặc quá thoát tục, giống như một tiên nữ. Vợ Mị Mị, hôm nay chị thật đẹp. Hạ Thiên lách mình đi đến bên cạnh Tống Ngọc Mị, hắn cũng không quan tâm ở đây có người mà trực tiếp ôm nàng vào lòng. Lúc này trong shop còn có 3 người phụ nữ, có một người hơn 30, nhìn qua có vẻ là bà chủ quán, 2 người phụ nữ khác thì nhỏ tuổi hơn 20, tướng mạo đều xinh đẹp. Nhưng lúc này vẻ mặt 3 người đều rất quái dị, các nàng thấy Tống Ngọc Mị bị Hạ Thiên ôm vào lòng, hình như rất khó tin. Tống Ngọc Mị cũng không vùng vẫy, nàng chỉ mất hứng nói một câu. Chẳng lẽ trước kia tôi không xinh đẹp sao? 3 người phụ nữ nghe được những lời này của Tống Ngọc Mị thì cảm thấy càng quỷ dị, đây hình như không phải là tác phong của Tống Ngọc Mị, hình như người đàn ông vừa xuất hiện là bạn trai của nàng, nếu không sao lại nói ra những lời như vậy. 3 người phụ nữ không khỏi nhìn kỹ Hạ Thiên, hình như muốn xem trên người Hạ Thiên có gì đặc biệt. Chương 678, làn da biến dị. 3 người phụ nữ này cuối cùng không thấy Hạ Thiên có gì đặc biệt. Ngược lại Hạ Thiên lại nói. Vợ Mị Mị, chị trước nay đều rất đẹp, nhưng chị càng ngày lại càng đẹp. 3 người phụ nữ ở bên cạnh nghe thấy như vậy thì cảm thấy người này rất dẻo miệng, dù là người phụ nữ nào nghe thấy như vậy thì tâm tình sẽ rất tốt. Có thể thấy tâm tình của Tống Ngọc Mị cũng rất tốt, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tuy nụ cười không quá sáng lạn, nhưng đối với Tống Ngọc Mị thì như vậy đã là rất hiếm có. Tôi giới thiệu cho mọi người. Đây là bà chủ cửa tiệm, tủ quần áo của ngôi sao,
là Cổ Quân, là một nhà thiết kế nổi tiếng thế giới. Tống Ngọc Mị chỉ vào người phụ nữ hơn 30 rồi nói với Hạ Thiên. Vợ Mị Mị, cô ấy là người bạn bị bệnh của chị sao? Hạ Thiên thuận miệng hỏi một câu. Bạn có bệnh sao? Cổ Quân chợt sinh ra cảm giác cổ quái, lời này thật sự có ý nghĩa khác thường, tuy nàng có chút vấn đề về sức khỏe nhưng lời nói của Hạ Thiên sao giống như đang mắng người như vậy? Ừ, thân thể của chị ấy có chút không thoải mái. Tống Ngọc Mị gật đầu, sau đó nàng nhìn về phía Cổ Quân. Chị Quân, đây là thần y mà tôi đã nói qua với chị, là Hạ Thiên. Sao, cậu ta là Hạ Thiên? Cổ Quân rất kinh ngạc, sau đó nàng vội vàng chào hỏi Hạ Thiên. Chào cậu, Hạ thần y, mau, mời cậu ngồi. Chị Quân, không cần khách khí như vậy, tất cả đều là người nhà. Tống Ngọc Mị cười nhạt một tiếng, sau đó nàng quay đầu nhìn Hạ Thiên. Trước kia tôi đã từng học chị Quân thiết kế thời trang, chị Quân rất tốt, cậu giúp chị ấy bắt mạch xem. Ngọc Mị, nếu em đã nói như vậy thì chị cũng không khách khí, dù sao chị cũng coi như là chủ nhân ở đây, bạn trai của em coi như để em chiêu đãi. Cổ Quân mỉm cười, sau đó nàng bổ sung thêm một câu. Nhưng mọi người nên ngồi xuống cái đã. Tống Ngọc Mị gật đầu, nàng kéo Hạ Thiên ngồi xuống. Chị Quân, chị cũng đến đây ngồi, trước tiên để cho Hạ Thiên bắt mạch, để xem chị có vấn đề gì. Cổ Quân gật đầu, sau đó nàng chuyển ghế đến ngồi đối diện với Hạ Thiên. Nàng suy nghĩ gì đó, sau đó quay đầu nhìn hai người phụ nữ trong quán. Các cô về trước, hôm nay cho nghỉ sớm. Vâng, chị Quân. Hai người phụ nữ hớn hở nói một câu, một lúc sau cả hai đã rời khỏi cửa hàng, lúc này trong cửa hàng chỉ còn lại ba người. Hạ Thiên bắt mạch cho Cổ Quân, sau đó hắn dùng ánh mắt cổ quái nhìn nàng. Sức khỏe của chị không có vấn đề, chẳng qua chị chỉ mang thai mà thôi. Chị Quân đã có thai hơn 3 tháng, nhưng những ngày trước đi khám và bác sĩ nói có khả năng sinh non, vì vậy chị ấy rất lo lắng. Tống Ngọc Mị ở bên cạnh giải thích. À, thân thể của chị ấy có hơi yếu, lại mệt nhọc, vì vậy có khả năng sinh non. Hạ Thiên gật đầu. Nhưng tôi có thể đưa ra đơn thuốc, mỗi ngày sắc thuốc uống điều độ, như vậy sẽ không có vấn đề. Vậy thì được, cậu kê đơn đi. Tống Ngọc Mị vội vàng nói. Hạ Thiên cũng không trì hoãn. Đơn thuốc dưỡng thai quá dễ dàng với hắn, thật ra nếu châm cứu thì chẳng cần chờ lâu như vậy, nhưng như vậy thì hơi phiền. Vì thế hắn quyết định kê đơn cho đối phương uống hàng ngày. Như vậy là được sao? Tống Ngọc Mị nhận đơn thuốc, sau đó nàng đưa cho Cổ Quân, cuối cùng còn dùng giọng lo lắng hỏi. Yên tâm đi, không có vấn đề gì. Hạ Thiên gần đây rất tin tưởng vào y thuật của mình. Hạ thần y, thật sự cảm ơn cậu. Cổ Quân dùng ánh mắt cảm kích nhìn Hạ Thiên. Sau đó nàng có chút chần chừ rồi hỏi. Hạ thần y, không biết mất bao nhiêu tiền. Chị là bạn của vợ Mị Mị, không cần trả tiền. Hạ Thiên thuận miệng nói một câu, sau đó hắn quay đầu nhìn Tống Ngọc Mị. Vợ Mị Mị, nếu không thì chúng ta đi chơi nhé. Tôi muốn giúp chị Quân xếp áo cưới, không có thời gian đi với cậu, nếu cậu không thích chờ ở đây thì cũng có thể quay về. Tống Ngọc Mị lắc đầu nói. Áo cưới sao? Hạ Thiên dùng ánh mắt cổ quái nhìn Cổ Quân. Chị ấy chuẩn bị kết hôn sao? Đúng vậy, Hạ Thần Y, tôi sẽ kết hôn vào ngày Quốc Khánh, nếu cậu có thời gian có thể đến chung vui cùng Ngọc Mị. Cổ Quân khẽ gật đầu nói. Bây giờ tôi cũng không biết khi đó có rảnh hay không. Hạ Thiên thuận miệng nói một câu, sau đó hắn dứt khoát quay về khách sạn ngủ một giấc. Vợ Mị Mị ở đây giúp người ta làm quần áo, nếu hắn ở đây thì coi như chẳng có gì làm. Đúng lúc này có hai người phụ nữ đi đến, một người hơn 30, người còn lại là một thiếu nữ 17-18 tuổi. Tuy thiếu phụ xinh đẹp nhưng đi bên cạnh thiếu nữ lại trở nên ảm đạm, đặc biệt là làn da trắng nõn mịn màng như trẻ nít của thiếu nữ càng làm cho thiếu phụ không theo kịp. Cổ tiểu thư, tôi đến cầm. Á! Thiếu nữ đi trước chào hỏi Cổ Quân, ngay sau đó nàng chợt kêu lên thành tiếng rồi chỉ vào Hạ Thiên. Anh, sao anh lại ở đây? Sao tôi không được ở đây? Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn thiếu nữ. Tôi còn chưa hỏi cô đến đây làm gì. Tôi đến lấy quần áo. Thiếu nữ thở phì phò nói. Chẳng lẽ anh cũng đến lấy quần áo sao? Nhưng nơi đây không may đồ nam. Cô đánh rơi quần áo ở đây sao? Hạ Thiên có chút kỳ quái. Anh! Thiếu nữ chợt bị chọc tức. Anh cố ý làm khó tôi sao? Cái gì là đánh rơi quần áo ở đây? Tôi nhờ Cổ tiểu thư may dùm, bây giờ đã xong, tôi đến lấy.
Ai cố ý gây khó cho cô? Cô đừng vu oan tôi. Hạ Thiên có chút mất hứng, nhưng ngay sau đó hắn đã nhìn chằm chằm vào gương mặt thiếu nữ. Tôi nói da của cô có chút kỳ quái, vì sao lại trở nên tốt như vậy? Tôi nhớ đồ trang điểm cũng không có công hiệu như vậy, da cô không phải bị biến dị đấy chứ? Đầu anh mới biến dị. Thiếu nữ tức giận nói, nàng chỉ nghe nói biến dị gen, nàng chưa từng nghe nói da biến dị, đúng là suy nghĩ bậy bạ. Cho tôi xem sẽ biết. Hạ Thiên lóe người đến trước mặt thiếu nữ, sau đó hắn dùng tay vuốt ve gương mặt nàng. Anh. Thiếu nữ chợt choáng váng, nàng quên cả tránh né. Anh làm gì vậy, đừng sờ mặt tôi. Chỉ sờ một cái mà thôi, làm gì ghê vậy. Hạ Thiên không cho là đúng. Cũng chẳng phải chưa sờ bao giờ. Anh đúng là bại hoại. Thiếu nữ thở phì phò mắng một câu, sau đó nàng kịp phản ứng, nàng chạy sang một bên, không cho Hạ Thiên tiếp tục chiếm tiện nghi. Đúng là có chút đặc biệt. Hạ Thiên lầm bầm nói. Lúc này Cổ Quân ở bên cạnh cũng không nhịn được. Hạ Thần Y, An Tiểu Thư, các người có quen biết nhau sao? Chương 679, nhiều vải lắm. Em không biết tên bại hoại này. Thiếu nữ căm giận nói, nàng không phải là ai khác, chính là trước đó đã gặp mặt và ngủ cùng giường với Hạ Thiên, là ngôi sao lớn An Khả Khả. Chưa nói đến vấn đề khác, hai người thật sự có duyên phận, có thể gặp mặt nha ở những chỗ thế này. Còn người thiếu phụ đi cùng An Khả Khả, tất nhiên là người quản lý Trần Di của An Khả Khả, vệ sĩ của An Khả Khả đang ở bên ngoài mà không theo vào. Ủa, đầu óc cô cũng biến dị sao? Hạ Thiên bực bội nhìn An Khả Khả. Nếu không sao chẳng nhận ra tôi. Tôi cần gì phải quen biết anh? An Khả Khả thở phì phò nói. Tôi có quen anh sao? Hình như cũng không quen. Hạ Thiên gật đầu như thật. Anh! An Khả Khả tức giận. Anh đúng là quân khốn nạn, không chịu trách nhiệm. Này, đừng nói bậy, tôi không chịu trách nhiệm khi nào. Hạ Thiên rất mất hứng. Trước nay tôi luôn chịu trách nhiệm. Hạ Thiên quay đầu nhìn Tống Ngọc Mị rồi nói thêm. Vợ Mị Mị, chị đừng nghe cô ta nói, tôi nhất định sẽ đối xử tốt với chị, có người không biết xấu hổ đứng đây nói bậy. An Khả Khả trừng mắt nhìn Hạ Thiên, nàng thật sự có xúc động muốn bóp chết hắn, người này quá ghê tởm, rõ ràng lại cướp được một người đẹp làm vợ. Khả Khả, thôi bỏ qua, chúng ta lo lấy quần áo. Trần Di lúc này mở miệng nói, nàng nói và nhìn Hạ Thiên, ánh mắt có chút trốn tránh. Hừ, mặc kệ anh, tôi đi thử quần áo. An Khả Khả trừng mắt nhìn Hạ Thiên, sau đó nàng nói với Cổ Quân. Cổ tiểu thư, có thể cho tôi thử trước không? Tất nhiên là có thể. Cổ Quân cười. An tiểu thư, xin theo tôi vào trong. Cổ Quân đưa An Khả Khả và Trần Di vào phòng trong, Hạ Thiên không còn ai để cãi nhau, hắn cảm thấy mất vui, vừa rồi cãi nhau với An Khả Khả làm hắn cảm thấy thú vị. Cậu quen An Khả Khả sao? Tống Ngọc Mị hỏi một câu giống như rất tùy ý. Không phải rất quen, cô ấy không phải là vợ tôi. Hạ Thiên chân thành trả lời. Tuy cô ấy rất muốn làm vợ tôi, nhưng tôi không đồng ý. Tống Ngọc Mị dùng ánh mắt quái dị nhìn Hạ Thiên, dù nàng chỉ cần căn cứ vào tài liệu cũng biết đối phương là đại sắc lang, bây giờ An Khả Khả muốn làm vợ mà hắn không đồng ý sao? Tống Ngọc Mị thấy An Khả Khả rất có khả năng làm vợ cho Hạ Thiên, nhưng người này không đồng ý, điều này quá khó tưởng. Người này không cần người đẹp đã đưa mình đến tận miệng sao? Tống Ngọc Mị tất nhiên không biết, Hạ Thiên trước nay luôn thấy An Khả Khả không đẹp. Tất nhiên nếu câu nói này truyền ra ngoài thì chỉ sợ có rất nhiều đàn ông và đàn bà muốn vã vào mồm Hạ Thiên, ngay cả An Khả Khả mà còn bị hắn nói như vậy, những phụ nữ khác sẽ là thế nào? Này, đẹp không? Lúc này âm thanh của An Khả Khả lại vang lên, chỉ thấy nàng đã thay một bộ trang phục lễ hội đi ra. Cổ Quân cũng không nhìn được phải dùng ánh mắt cổ quái nhìn Hạ Thiên, lúc này nàng xem như hiểu rõ, đừng nghĩ rằng vừa rồi An Khả Khả và Hạ Thiên hung hăng với nhau mà lầm, thực tế An Khả Khả có quen Hạ Thiên, vì vậy mà vừa mặc trang phục mới đã đến hỏi ý của Hạ Thiên. Điều này làm cho Cổ Quân thầm buồn bực, dù Hạ Thiên là thần y thì cũng không nên có sức quyến rũ lớn như vậy chứ. Vì sao Tống Ngọc Mị và An Khả Khả đều đối xử tối với hắn như vậy? Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào An Khả Khả một lúc lâu. Sau đó hắn nói. Cũng không tệ lắm, nhưng ngực hơi nhỏ. Anh! An Khả Khả lại bị chọc tức. Anh nhìn đi đâu vậy, nhìn vào quần áo này. Nhìn quần áo chứ đi đâu. Hạ Thiên lại quay đầu nhìn, sau đó hắn lắc đầu. Không tốt lắm, vải nhiều quá. Anh đúng là đại sắc lang.
An Khả Khả trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Không đúng, tôi là Tiểu Sắc Lang. Hạ Thiên cải chính. An Khả Khả chợt câm nín, vài người bên cạnh cũng không biết nói gì, Hạ Thiên nói chuyện quả nhiên không giống người thường. Không có mắt. An Khả Khả căm giận nói. Đúng là không nên hỏi anh. Ai nói tôi không có mắt? Hạ Thiên có chút bất mãn. Mắt tôi rất sáng, ngực cô là 32B, không sai chứ? Anh! Gương mặt An Khả Khả trở đỏ bừng, không biết vì tức giận hay xấu hổ. Ai nói anh biết? Dù sao mắt tôi cũng tốt. Hạ Thiên có vẻ đắc ý. Khoác lác! An Khả Khả bĩu môi nói, sau đó nàng đi vào bên trong chuẩn bị thay y phục. Trần Di cũng đi theo, nhưng nàng vừa đi được hai bước thì điện thoại vang lên. Nàng lấy ra xem mà vẻ mặt chợt biến đổi. Khả Khả, tôi nhận điện thoại trước. Trần Di đi ra khỏi cửa hàng, sau đó nàng đến một vị trí không người để nghe điện thoại. Thời gian Trần Di nhận điện thoại là rất lâu, mãi đến khi An Khả Khả thay một bộ quần áo khác đi ra thì Trần Di vẫn đang nghe điện thoại. Này, sao anh còn ở lại thủ đô? An Khả Khả đến trước mặt Hạ Thiên, tuy Hạ Thiên nhiều lần làm nàng tức giận, nhưng nàng vẫn không nhịn được phải bắt chuyện với đối phương. Sao cô còn ở đây? Hạ Thiên hỏi ngược lại. Tôi còn có việc, vài ngày nữa sẽ về. An Khả Khả hừ một tiếng. Tôi cũng có việc, hơn nữa vài ngày nữa cũng về. Hạ Thiên cười hì hì nói. Hừ, chỉ biết học theo. An Khả Khả nhíu mũi, sau đó nàng nhớ ra vấn đề. Đúng rồi, anh đổi số à? Sao tôi điện thoại không được? Đổi lâu rồi. Hạ Thiên gật đầu, sau đó hắn cảm thấy kỳ quái. Cô muốn điện thoại cho tôi làm gì? À, buồn buồn tán nhảm không được sao? An Khả Khả bĩu môi. Số mới là gì? Hạ Thiên suy nghĩ một lúc, cuối cùng hắn vẫn quyết định nói số điện thoại cho An Khả Khả, những ngày qua nàng dần đẹp lên, biết đâu sau này sẽ có tư cách làm vợ hắn. Cổ Quân thấy tình cảnh như vậy thì rõ ràng xác nhận An Khả Khả quen biết Hạ Thần Y, nếu Hạ Thiên chẳng phải nói câu nào cũng chọc tức An Khả Khả, nếu nói ngon ngọt thì An Khả Khả sợ rằng đã vào chồng rồi. Này, tôi có đề nghị cho cô. Hạ Thiên dùng giọng chân thành nói với An Khả Khả. Đề nghị gì? An Khả Khả cảm thấy kỳ quái. Cô nên đổi người đại diện. Hạ Thiên trả lời. Cái gì? An Khả Khả tưởng mình nghe lầm. Vì sao? Hạ Thiên đang định nói thì điện thoại vang lên, hắn lấy ra xem, là một dãy số lạ. Nhưng cuối cùng hắn vẫn tiếp máy, đầu dây bên kia truyền đến một âm thanh quyến rũ. Chồng nhỏ, nhớ chị không cưng. Chương 680, dụ dỗ Isabella. Chị Isabella, tôi muốn đánh chị. Hạ Thiên có chút mất hứng. Tôi đã nói không cho phép chị cho thêm chữ nhỏ. Hình như người ta thích gọi như vậy hơn. Isabella vẫn dùng giọng rất quyến rũ. Cùng lắm thì lần sau cho cậu trừng phạt là được. Trước nay Isabella vẫn rất thích gọi Hạ Thiên là chồng nhỏ, nhưng mỗi lần nàng thêm vào chữ nhỏ thì Hạ Thiên sẽ trừng phạt, nàng cũng chẳng vì thế mà thay đổi. Có lẽ đối với nàng thì sự trừng phạt đặc biệt của Hạ Thiên cũng là một sở thích đáng chờ mong. Chị Isabella, bây giờ tôi muốn trừng phạt chị. Hạ Thiên bất mãn nói. Hi hi, chồng nhỏ, bây giờ người ta không rảnh, phải đợi sau này cậu mới trừng phạt được. Isabella vẫn rất yêu kiều trong điện thoại. Đúng rồi, chồng nhỏ, tôi có chuyện muốn hỏi cậu. Chuyện gì? Hạ Thiên hỏi, tuy hắn thật sự muốn trừng phạt Isabella, nhưng bây giờ không có nàng. Tất nhiên hắn cũng chẳng làm gì được. Chồng nhỏ, cậu có gặp một người là Satan không? Isabella mở miệng hỏi. Satan sao? Hạ Thiên suy nghĩ, sau đó hắn hỏi lại một câu. Chị Isabella, có phải Satan là tên hắc ám vương tử gì kia không? Đúng vậy, chính là hắn. Isabella vội vàng trả lời. Chồng nhỏ, cậu đã gặp mặt hắn rồi sao? Không, nếu tôi thấy hắn thì đã giết chết rồi. Nhưng tên này đã bị bom nổ tan tành, tôi không thể nào bắt được. Hạ Thiên lười biếng nói, hắn quả thật chưa từng gặp Satan, nhưng sự việc Mộc Hàm gặp Satan thì hắn lại biết. Tối qua hắn và nàng cuồng hoan, Mộc Hàm nói ra những gì đã phát sinh trong kho hàng. Isabella duyên dáng kêu lên một tiếng. Sao, chồng nhỏ, cậu nói Satan đã bị bom nổ chết rồi sao? Không phải bị nổ chết, tên ngốc kia dám hại vợ tôi, kết quả bị vợ tôi giết chết. Sau đó thi thể của tên ngốc này lại bị bom nổ tan tành. Hạ Thiên trả lời, sau đó hắn dùng giọng kỳ quái hỏi một câu. Chị Isabella, chị cũng biết tên ngốc kia sao? Chồng nhỏ, vợ nào của cậu mà lợi hại như vậy?
trong giọng nói của Isabella có chút khó tin. Satan là đệ nhất sát thủ thế giới, ngay cả huấn luyện viên của tôi cũng không phải là đối thủ của hắn, cậu có vợ lợi hại như vậy sao? Chị Isabella, chị nói cho vợ sư tỷ xinh đẹp, chỉ cần chị ấy làm vợ tôi thì sẽ trở nên lợi hại hơn tên ngốc Satan kia nhiều lần. Đúng rồi, tên ngốc Satan trước kia là sát thủ đệ nhất thế giới, bây giờ tôi sẽ đưa vợ sư tỷ xinh đẹp thành sát thủ đệ nhất. Hạ Thiên bắt đầu dùng lợi ích dụ dỗ Ngải Vi Nhi, hắn biết rõ Isabella sẽ nói những lời này cho Ngải Vi Nhi biết, thực tế hắn còn nghe thấy bên cạnh Isabella có người, có lẽ là vợ sư tỷ xinh đẹp Ngải Vi Nhi của hắn. Không biết Ngải Vi Nhi có động tâm hay không, nhưng rõ ràng Isabella lại động tâm, nàng mở miệng. Chồng nhỏ, cậu thật sự lợi hại như vậy sao? Tất nhiên là thật, tôi đã nói với chị rồi, xử lý Satan ngu ngốc là vợ tôi, là Mộc Hàm vợ xinh đẹp của tôi. Vợ sư tỷ xinh đẹp trước kia đã được gặp chị ấy, vì vậy chị có thể hỏi vợ sư tỷ xinh đẹp, trước kia vợ Mộc Hàm chưa lợi hại như vậy, bây giờ chị ấy đã thật sự lợi hại. Hạ Thiên bắt đầu hấp dẫn Isabella. Thật ra, chị Isabella, tôi cũng có thể làm cho chị lợi hại hơn, tuy muốn biến chị thành đệ nhất thiên hạ có hơi khó, nhưng muốn biến chị thành đệ nhị đệ tam thì dễ ợt. Thật vậy sao? Isabella lúc này thật sự động tâm. Chồng nhỏ, cậu muốn thế nào mới làm tôi trở nên lợi hại hơn? Chị đến tìm tôi sẽ nói cho chị biết. Hạ Thiên cười hì hì. Nhớ mang theo vợ sư tỷ xinh đẹp. Được, nhưng trước tiên tôi phải thương lượng với huấn luyện viên. Nếu huấn luyện viên đồng ý thì tôi sẽ mang cô ấy đi tìm cậu. Giọng nói của Isabella rất quyến rũ. Chồng nhỏ, cậu ở đâu? Bây giờ tôi đang ở bên ngoài, nhưng tôi sẽ về khách sạn, chỉ có thể đến khách sạn tìm tôi. Hạ Thiên nói số phòng của mình cho Isabella, sau đó hắn dặn dò một câu. Chị Isabella, nhất định phải đưa vợ sư tỷ xinh đẹp theo nhé. Được, chồng nhỏ, tôi sẽ đi tìm cậu. Isabella cười hì hì. Tôi tắt điện thoại trước. Này, đợi chút. Hạ Thiên đột nhiên nhớ đến một vấn đề. Chị Isabella, chị còn chưa nói cho tôi biết, sao chị quen biết tên Satan ngu ngốc kia. Chồng nhỏ, đợi chút nữa gặp mặt sẽ nói cho cậu biết. Isabella nũng nịu nói, sau đó nàng cúp điện thoại. Hạ Thiên lầm bầm một câu. Chẳng lẽ Satan ngu ngốc cũng là thành viên của ám ảnh đoàn? Nếu thật sự là như vậy thì chẳng phải có thêm phiền toái sao? Rõ ràng Hạ Thiên lo lắng cũng không dư thừa, nếu Satan cũng là thành viên của ám ảnh đoàn, như vậy sẽ có nhiều sát thủ truy sát Mộc Hàm. Mặc kệ, chút nữa hỏi chị Isabella là biết ngay. Hạ Thiên đút điện thoại vào túi quần, sau đó nhìn quanh. Ủa, vợ Mị Mị, An Khả Khả đi đâu rồi? Cô ấy vừa đi, nếu cậu muốn gặp thì phải chạy theo. Tống Ngọc Mị chỉ ra ngoài. Tôi phải cùng chị Quân lo áo cưới, cũng phải mất vài ngày. Nếu sắp xếp tốt thì sẽ đẩy nhanh tốc độ, thời gian rất gấp, tôi cũng không có thời gian giúp anh. Tôi không nghĩ đến cô ta, chỉ sợ cô ta bị người ta bán đi thôi. Hạ Thiên lười biếng nói. Tôi định nhắc nhở cô ấy, nhưng cô ấy đã đi, vậy thì thôi, dù sao cô ấy cũng không phải là vợ tôi, bị người ta bán đi cũng được. Bị người ta bán đi sao? Tống Ngọc Mị cau mày. Có ý gì? Cũng không có gì, vợ Mị Mị, chị đã bận rộn. Như vậy tôi về trước. Hạ Thiên cầm lấy tay Tống Ngọc Mị rồi nhanh chóng hôn lên miệng một cái, hắn cười hì hì. Nhớ đến tôi thì điện thoại nhé. Hạ Thiên nói đi là đi, lần này hắn không phải chạy về ngủ, hắn về vì Isabella sẽ đến tìm. Khi thấy Hạ Thiên biến mất thì Cổ Quân ở bên cạnh không khỏi ngây người. Ngọc Mị, bạn trai của em không phải người thường. Chị Quân, chúng ta nên làm áo cưới thôi. Tống Ngọc Mị cười nhạt một tiếng. Nàng cũng không nói về quan hệ của mình và Hạ Thiên với người khác. Nàng biết rõ Cổ Quân nói không sai, Hạ Thiên quả thật không phải người thường, điều này cũng rất bình thường, nếu hắn thật sự là người thường thì nàng và hắn sẽ có kết quả sao? Đàn ông bình thường sao có thể xứng đôi với Tống Ngọc Mị nàng? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 680.